Kính bạch thầy, cho con hỏi, con thấy ở các chùa tại sao lại cúng sao giải hạn, cúng tam tai. Dịp Tết con đi chùa thấy có bảng tam tai viết dần ngọ tuất, và có một thầy nói là 3 tuổi này năm nay xui xẻo lắm, có thể bị tai nạn, và nói mọi người viết tên để thầy cúng. Con thấy Đức Phật không có dạy như thế, giống mê tín, mâu thuẫn quá. Mỗi năm người ta hay đi cúng sao giải hạn. Thưa đại chúng, có một cái ý ta gọi là tam tai. Quý vị hiểu chữ tam tai không? Một chu kỳ là 12 năm. Thì người ta quan niệm rằng cứ 12 năm thì 9 năm mình an lành thì có 3 năm xui. 3 năm liên tiếp xui, mà thường thường á ba cái tuổi nó đi chùm với nhau, nó đi theo tam hạp. Quý vị biết tam hạp không? Tam hạp là dần ngọ tuất, hợi mẹo mùi, thân tí thìn, tỵ dậu sửu. Đây còn gọi là tam hạp. Còn tứ hành xung á là dần thân tỵ hợi, tí ngọ mẹo dậu, thìn tức sửu mùi. Bốn cái tuổi này đi chung kêu tứ hành xung. Nhưng mà những cái ý như vậy đó là quan niệm nhân gian tín ngưỡng của Trung Hoa, và nó ảnh hưởng vào đời sống văn hóa của người Việt. Mà dù là người Việt hay người Hoa thì những cái tín ngưỡng này nó nằm trong tín ngưỡng nhân gian, chứ không liên quan gì đến Phật giáo hết. Phật giáo không hề dạy vấn đề xui xẻo, cử kiên, kỵ tuổi này tuổi kia gì hết, không có cái đó. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là ngày, tháng, năm, giờ tốt. Nếu năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó nói xấu, làm xấu, nghĩ xấu thì ngày đó là năm xấu, ngày xấu, thế thôi. Như vậy thì xấu tốt là tùy cái tâm của mình. Thí dụ hôm nay mùng 3, mùng 7 gì đó, mà mình đi vô trong casino, mình đánh nó thua, nó nói trời ơi sáng đi chơi còn quên coi ngày, nhằm ngày tam nương bởi sạch bách. Nhưng mà rồi bữa khác đâu phải ngày tam nương đâu, đâu phải mùng 3, cũng không phải mùng 7, không phải ngày tam nương, mình đi chơi nó cũng thua như thường vậy. Rồi bây giờ cho dù mình lật lịch, mình coi trong lịch để là hôm nay, mà cũng không có cuốn lịch nào để là hôm nay được đánh bài hết á. Không cuốn lịch nào nói câu đó hết á. Cho nên theo cái tin mà gọi là chân thật của đạo Phật thì không có xin xăm bói quẻ, cúng sao giải hạn, ngày tốt ngày xấu gì hết. Nhưng mà trong Phật giáo là có một nghi thức hình thức cúng cầu an, cầu nguyện bằng cách là thắp đèn, tụng kinh để giúp hướng dẫn mình sống tốt. Rồi ông thầy bói ông thọc một câu nha. Ông nói năm nay xui lắm nha, tam tai nè. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà làm phước mà cho nhiều đó thì sẽ hết. Cái mình nghe mình cũng ăn chay, đi chùa làm phước, nhưng mà thật sự mục đích làm phước đi chùa ăn chay là bởi vì sao? Bởi vì mình sợ xui. Như vậy thì cái hành động đó tốt, nhưng mà nó tốt ở cái mặt là cho mình và sợ xui. Mà cái gốc xuất phát của việc làm tốt đó từ cái vô minh. Vô minh là mình không hiểu đạo lý. Vì không hiểu đạo lý cho nên mình mới đi tin những cái đó, rồi mình làm cũng là một cái, nó là một cái ý tốt, là hướng dẫn, chỉ dẫn cho người ta làm tốt, nhưng mà nó chưa rốt ráo. Con người vì sợ mà làm, chứ không có ai bình thường mà tự phát tâm hết đó. Bởi vậy cho nên là vì sợ quá cho nên đem Phật một dĩa trái cây đâu chừng 4 trái táo, thơm thảo thêm chùm nho nảy chuối, nhưng mà cầu nguyện hết nửa cây nhang. Vậy thì Phật cái tu để thành Phật rồi ngồi để chờ mấy nảy chuối của mình, mấy trái táo của mình, mà nói rõ ràng hơn là ăn hối lộ. Mình đến với Phật có sự đổi chác.
Phật ơi con xui quá, giờ bữa nay con cúng Phật nảy chuối, Phật phù hộ cho con. Mà nếu như mà may mắn nha, mà mình cầu nguyện xong cái nó hên, cái nó trúng cái mình đồn ra liền đó, Phật chùa Trúc Lâm linh lắm. Mà nếu mà Phật chùa Trúc Lâm mà linh đó, là mấy thầy trên chùa cũng khỏe ru luôn, tại vì ăn trái cây quanh năm. Mà Phật linh quá, mình đem mình cúng, mình trả lễ cho Phật, trả lễ Phật là mấy thầy được hưởng. Mà Phật nào mà không linh là mấy thầy chùa đó đói, ta không linh là không cúng. Như vậy thì mình đến với Phật có cái gì? Có cái đổi chác quyền lợi. Phật phù hộ con cúng, Phật không phù hộ con cúng, trật lắm rồi. Phật nhà bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan bỏ hết để làm một cái việc là tu tập, để thành tựu được những cái đạo lý sáng ngời truyền đạt cho mình. Chứ Phật đâu phải bỏ cung vàng điện ngọc cả đời của Ngài để mà đi chờ mấy cái trái cây, mấy cái miếng bánh của mình. Nhưng mà nếu mình có dân cúng cho Ngài là chỉ tỏ một chút lòng thành kính của mình, chứ còn không cúng cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng tới Phật phải có cái gì đó, mình đến bằng một tấm lòng cũng được. Cho nên quý vị thấy có cây nhang thắp sẵn trên bàn thờ, quý vị cứ tới lễ Phật đi, không cần phải thắp nhang đâu. Không phải mỗi người cây nhang Phật mới chứng đâu. Mà nếu mà thắp nhiều quá khói đó, Phật nhăn nhăn, Phật nhìn không kỹ rồi, phụ hộ không kịp nữa đó. Mà không thắp gì hết mà Phật nghĩa là sáng mắt, Phật nhìn rõ coi mình là Nguyễn Thị Sủ, Phật phụ hộ cho rõ. Chứ còn thắp mỗi người cây, còn quan niệm là bây giờ cứ nghĩ 100 người mà mỗi người 3 cây là 300 cây nhang, khói cây mắt Phật nhìn lội lo dụi mắt không nhìn. Mình nói Phật ơi con nè, Phật nhìn không kỹ à, con nè, nhưng mà Phật đang khói mắt quá nhìn không rõ. Thấy người ta thắp sẵn cây nhang rồi, mình cứ việc lại Phật là được rồi, không cần thắp nhang đâu. Không phải mỗi người phải mỗi cây nhang. Bởi vì cây hương là tượng trưng cho giới hạnh, thắp một cây là đủ tỏa. Và thưa đại chúng, đến một lúc nào đó, cái chất hóa chất mà người ta làm trong nhang nhiều quá đó, chúng ta cũng không nên dùng nữa đó. Và thưa là nhang mà càng mùi chừng nào là hóa chất nhiều chừng đó, không có tốt đâu. Chứ mình thắp nhang nhiều không có tốt, một cây tượng trưng thôi. Bởi vì hương là tượng trưng cho hương đức hạnh, đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhang đèn bông trái là tượng trưng cho đạo lý hướng dẫn chúng ta sống, có nhân quả, có trí tuệ, có giới hạnh. Mà thưa đại chúng, người sống mà có trí tuệ, có nhân quả, có giới hạnh, có phải đẹp không? Quá chừng đẹp thì tự nhiên người đó là một cái bàn thờ tuyệt vời, đi lên đâu cũng tỏa ra hương, ra hoa, ra quả cho mọi người được hưởng. Cho nên cái ý niệm cúng tam tai cũng không có. Mà nếu như nhà chùa mà có làm thì chắc có lẽ là cũng phương tiện tùy thuận chúng sanh mà làm thôi, chứ còn thực chất là không có. Nếu như mà mình xin một cái quẻ rồi lúc nào mình sống mình cũng sao, mình cũng tùy thuận vào cái vấn đề xin xăm bói quẻ mà không quyết định được cái gì hết, cái gì cũng phó thác cho đến tối cao nào ở trên hết, không được. Tổ Quy Sơn nó đừng để ai quyết định đời mình, mà mình phải là cái người quyết định cho đời mình. Cho quý vị thấy một đứa nhỏ, nếu nó muốn trở thành một bác sĩ, tự thân nó sẽ trở thành bác sĩ. Mình không ép nó được nếu nó không có khả năng.
Mà nhiều khi những cái thảm trạng đau lòng là mình cứ muốn con mình là bác sĩ với dược sĩ với kỹ sư cứ ép, mà nó khả năng nó không làm được. Cái cuối cùng nó buồn quá, nó thấy nó không làm được gì cho cha mẹ nó vui, nó tự vẫn nó chết. Rồi khi tự vẫn nó chết cái mình rồi khóc lên, thôi con ơi con sống vậy đi, giờ con là cái gì cũng được hết. Mà có lúc nó còn sống, sao nó là một đứa con bình thường, nó đi học theo cái ý thích của nó mà nó không chịu. Rồi cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó là mình không thấy rõ từ cái nhân đó, mình đợi tới cái quả cái mình chuyển. Và thưa đại chúng, những cái mà những cái đó là do cái gì? Người ta quy nạp theo cái mức độ phần nhiều thôi. Ví dụ ha, có nhiều người ta nói vậy nè, người ta quan niệm rằng con gà đó là cực khổ lắm, nó phải mổ mới có ăn. Mà nếu mà con gà đó nó xui xẻo, nó không mổ dầm bồ lúa, nó mổ dầm dây thun, nó nuốt dây thun nó cực lắm, cho nên ai tuổi dậu nó số khổ. Mình quy nạp vậy thôi. Quy nạp là phần lớn, số nhiều cái mình gom lại đại khái vài trường hợp nó na ná giống nhau, vậy là bắt đầu mình trở thành ra một sự quy nạp tổng hợp. Tuổi nào cũng giống nhau hết. Ví dụ ta nói tuổi dần nó cao số lắm, lận đận tình cảm lắm. Em cũng tuổi dần nè, đi tu với em đi khỏi lận đận. Tuổi dần lận đận tình cảm lắm. Vậy là quý vị rõ ha. Cho nên sau này mình có thấy ai làm những cái điều đó, mình biết đây không phải là của Phật giáo. Mà nếu các chùa có làm là chẳng qua là tùy thuận thế gian thôi, chứ còn Phật giáo không có. Nhớ, chỉ cần tâm nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, ngày đó nhất định là ngày tốt. Bây giờ hôm nay thí dụ nha, hôm nay là rằm lễ Phật đản nha, theo quan niệm là tốt chứ gì. Thử bây giờ ra đường chửi người ta coi người ta chửi lại không. Đừng có lựa ngày chửi người nữa. Đây hôm nay rằm mà chửi nó chắc nó nín thinh để cho mình chửi à. Không, nói thời thế gian là không có dễ đâu em. Cứ mình cứ nghĩ là ngày thế, bây giờ lựa là ngày rằm là ngày tốt đi, là thử làm việc xấu đi rồi biết. Đấy không, thành ra không có chuyện đó đâu. Cho nên hồi xưa nó cất cái chùa này, mấy vị tới hỏi tuổi thầy viện chủ, hỏi tuổi Pháp Hòa, bấm bấm cái nói trời đất ơi, sao mà thầy cất chùa mà thầy xây hướng này. Hỏi thầy viện chủ, hỏi tại sao không xây được. Nói xây cái hướng này là hai thầy làm không được chuyện lớn đâu. Cái thầy viện chủ thấy nói trời Phật ơi, tôi cất chùa cho Phật ở chứ tôi đâu có ở, tôi ở ké. Tôi với ông thầy Pháp Hòa ở ké, không thấy hai phòng có chút xíu ở sao đây. Phật cũng ở chính, tôi cất cho Phật ở, mình là ở ké Phật thôi. Rồi có một vị, cái ngày khởi công xây cái chùa này là quý vị biết không? Ngày 31 tháng 10 lễ gì? Halloween. Có vị mới tới mới nói trời ơi, hết lửa hết ngày, lửa ngày cô hồn. Cho nên mình luôn luôn một cái quan niệm, mình làm việc thánh thiện, mình làm việc tốt cho đời, cho người, bao giờ xấu. Ngài cứ nhớ vậy. Trong kinh Phật nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày, tháng, năm, giờ đó tốt. Ngược lại, nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là ngày giờ xấu. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày Chủ nhật, và bây giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hồi tối có ai nghe mưa không? Hồi tối Pháp Hòa ngồi làm việc ở bên cửa sổ, lúc đó chắc cũng khoảng 2 giờ 3 giờ gì đó. Thì mưa cũng khá lớn, cho nên nó cái hạt mưa đó nó văng vô cửa sổ, cho nên mình ngồi mình làm việc mà mình nghe mưa. Hôm nay đổi giờ, con số người chưa biết, ngủ trễ.
Hôm nay mình sinh hoạt Phật Pháp là Pháp Hòa sẽ không có một cái đề tài, nhưng mà Pháp Hòa sẽ đọc những câu hỏi của Phật tử gửi tới, rồi mình cùng chia sẻ với nhau. Và nhiều lúc Pháp Hòa không có thời gian để trả lời hết từng thơ, tại Phật tử gửi thơ vì dù nhiều lắm, rồi hỏi câu này hỏi câu kia mà ngồi mà trả lời từng lá thơ thì nhiều quá. Pháp Hòa gom những câu hỏi này lại rồi lâu lâu và trả lời trong một bài nói chuyện, rồi quý vị sẽ nghe câu trả lời của mình trên những cái bài nói chuyện này. Bây giờ câu hỏi thứ nhất. Thầy cho con hỏi, con có một người bạn mỗi tối thường đọc chú Đại Bi, nhưng từ khi được một người khác nói là chú Đại Bi là giải thoát, đọc nhiều cuộc sống sẽ trở nên cô đơn cô độc. Chú Đại Bi chỉ đọc khi cuộc sống có những biến cố như bệnh tật, khi có những khó khăn trong cuộc sống. Còn từ khi nghe như vậy, bạn con không còn đọc chú Đại Bi nữa. Bạn con hiểu như vậy đúng hay sai? Giờ quý vị trả lời giùm đi. Đúng hay sai? Sai mà sai bét nè, chứ không phải sai thường nữa. Còn nếu mà nói trật là trật lất nữa, chứ không phải là trật thường nữa. Sai bét mà trật lất nữa. Đối với những Phật tử chưa bao giờ biết chú Đại Bi là gì đó, thì Pháp Hòa xin thưa là chú Đại Bi là mình nói tắt, nói cho đầy đủ là thần chú Đại Bi. Đây là một bài thần chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, dạy cho chúng ta trì tụng. Thứ nhất là giúp cho chúng ta định tâm, thứ hai là phát triển lòng từ, thứ ba là tụng có năng lực bảo hộ cho mình. Trời đất ơi, kinh tụng mà càng tụng càng lẻ loi, càng cô độc thì ai dám tụng? Không bao giờ có chuyện đó. Mà hiểu như vậy thì trong Phật giáo chúng ta gọi là cái gì kiến? Trong năm kiến, tà kiến. Tà kiến. Cái kiến là cái thấy. Cái thấy nó có 5 loại thấy. Biên kiến là thấy bên nè. Tà kiến là thấy sai lệch nè. Kiến thủ là cái thấy rồi mình chấp nè. Giới cấm thủ là những giáo điều mình đọc trong mình chấp trước nè. Cái tà kiến là một cái thấy sai lầm. Đây là một loại tà kiến. Cho nên nó tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Nếu tu mà không chịu học hành gì hết, không chịu nghe pháp, không chịu giảng, càng tu càng mù, càng tu càng mù, chưa tu mù, không biết cách tu. Thành nữ tu mà không học, không nghe pháp thì vô minh thêm lớn. Mà học cho thiệt nhiều mà rốt cuộc không hành gì hết thì đây sanh tà kiến vậy đó. Làm gì có cái chuyện tụng kinh trong khi đó kinh chưa hề nói mà mình tự nói không à? Mấy câu này là mình tự nói chứ không có một cuốn Đức Quan Âm không thể nào nói thần chú Đại Bi này là đọc để khi bệnh tật, còn bình thường đừng đọc, đọc sẽ bị cô đơn. Đâu có chú nào nói vậy, chắc có thím nói chứ chú không nói à? Nếu mà có chắc thím nói chứ chú không nói. Cho nên thưa đại chúng, đừng có hiểu như vậy. Rồi cũng có một cái hiểu nữa là tụng chú Đại Bi phải ăn chay trường, tại vì chú Đại Bi là chú từ bi. Còn ăn mặn thì tụng không linh. Mô Phật. Nếu vậy chắc chỉ có mấy thầy thôi, hay là một vài người ăn chay trường nữa thôi, còn đa số tu không được. Cũng không nên hiểu như vậy. Tu với ăn nó có dính dáng gì hết trơn. Chuyện ăn là chuyện của mình, quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Ăn chay trường mà tâm tánh chưa sửa thì cũng như không, phải không? Thành thử ra cái quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Mình học cái gì từ kinh Phật, Phật dạy mình, chứ đâu phải là cái chuyện gọi là ăn chay trường không chay trường. Thì con bò nó có ăn chay trường đó, con bò nó có ăn thịt đó, nó ăn cỏ không đó, mình không lại nó đi. Cho nên đừng có hiểu như vậy. Hiểu như vậy nó sai lệch dữ lắm.
Mà tu một chập rồi đó, tự nhiên thay vì mình có an lạc, mình có thảnh thơi, mình có sự tự do, thì càng tu càng sanh tâm sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ bị Phật quở, sợ bị Phật phạt, sợ cô đơn, sợ nhà lộn xộn, đủ thứ sợ. Càng mình tụng kinh để phát, để mà làm cho mình hết cái sợ hãi khổ đau, mà càng tụng càng sợ thì thôi tu để làm gì? Mà con người mình rất là nhiều sợ, mà người ta nắm cái chủ yếu mình sợ, cho nên ta hù nè, ta dọa nè. Còn nếu như mà mình nhìn với cái cặp mắt là đây là một dạng ma đó, nó dẫn mình đừng tụng nữa, đừng tu nữa. Nó biết mình sợ cô đơn cho nó tụng không? Tụng cô đơn nghe, sợ cô đơn khỏi tụng. Mà khỏi tụng thì khỏi tu, mà khỏi tu thì ma nó có dân, mình tu thì ma nó thiếu dân. Cho nên đừng có nghe câu này. Có nhiều người nói là tụng chú Đại Bi á, tụng tới cái chỗ đó phải thêm tên mình vô. Còn không tụng cái tới chỗ đó không thêm tên mình vô, Phật không biết mình là ai. Những cái hình thức, những cái hiểu như vậy sai lắm. Mà khổ nổi nè, Phật tử á, mình muốn biết chính xác chuyện gì, mình phải hỏi những cái vị xuất gia. Ta tu, ta bảo đảm, ta có học. Xuất gia mà các vị xuất gia phải có bổn phận học nha. Xuất gia mà không chịu học, mà tới hồi Phật tử hỏi mà trả lời cũng rất bớt nữa. Cho nên là không có thể nào hiểu được là tụng chú Đại Bi thì càng trở nên cô độc. Đừng hiểu như vậy. Rồi bây giờ câu thứ hai. Con biết thầy rất busy, con chỉ hỏi thầy một câu thôi. Con rất tin vào Bồ Tát Quan Âm, vậy hàng ngày con không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà con thường niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát được không thầy? Tại vì người ta thường nói niệm Phật chứ không có nói niệm Bồ Tát. Cái câu này thì thấy thương nè. Tại vì đa số ai ta cũng nói niệm Phật đi, niệm Phật đi, chứ đâu ta ai đâu có ai nói niệm Bồ Tát đi, niệm Bồ Tát đi. Mà cái vị Phật tử này thì thích Đức Bồ Tát Quan Âm, cho nên niệm Đức Bồ Tát Quan Âm không. Mà bây giờ mình niệm vậy có trật với câu mình thường nói không? Thưa, tại vì mình hiểu chữ, mình hiểu một chữ, một cái chữ nào mình hiểu đó thôi, chữ nào nghĩa đó mình hiểu vậy đó. Cái chữ niệm Phật á, Pháp Hòa thường nói hoài đó, chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, thường nhớ nghĩ tới Phật. Mà cái chữ Phật là một danh từ chung, cho dù mình cảm niệm Đức Bồ Tát nào, mình niệm Bồ Tát đó cũng được hết, không nhất thiết phải là niệm Phật A Di Đà. Bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào mà mình có cái nhân duyên với vị đó, mình thường niệm vị đó đều được hết. Đó là Pháp Hòa nói theo cái danh, theo cái hiểu thông thường. Người ta thường nói chữ niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm liên tục, vậy là kêu niệm Phật đó. Cái đó mới chỉ là một nghĩa của chữ niệm Phật thôi. Bây giờ cái nghĩa sâu sắc hơn nè. Niệm Phật là niệm sao? Không phải chỉ cái miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mà chữ niệm Phật ở trường hợp sâu sắc này là luôn luôn nhớ nghĩ đức hạnh của Phật, để học theo những cái hạnh Phật. Cái đó mới chân thật nghĩa của chữ niệm Phật. Ví dụ Đức Quan Âm là hạnh gì? Hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục. Thì mình nếu niệm Quan Âm là mình phải niệm cái hạnh đức của Ngài là từ bi nhẫn nhục. Cho nên thí dụ như hôm nay á, mình đi ra chợ, mình bị một cái người đó người ta hiểu lầm, người ta kéo mình vô góc, ta mắng mình một hơi, cái mình cũng nổi xung thiên, mình lên mình mắng xả người ta ở giữa chợ, rồi hai bên gây gỗ với nhau. Còn nếu như mình nói rằng thôi chị này chắc chị hiểu lầm, thôi chị bây giờ chị đang hiểu lầm em, chị nói
Chị giận nói la lối mà bây giờ em nói nữa là có chuyện thôi. Hôm nào chị bớt giận rồi mình sẽ bàn. Tức là mình làm sao mình lắng. Lúc đó đâu có niệm Quan Âm Bồ Tát đâu. Nhưng mà có niệm không? Có niệm, tại mình học cái nhẫn nhục của Quan Âm. Cho nên cái chữ niệm á, người ta hiểu lầm một cái nghĩa đơn giản là lâm râm niệm cái tên của vị Phật Bồ Tát kêu là niệm Phật. Cái nghĩa đó được, nhưng mà nó còn mới có cơ bản thôi. Mà thưa đại chúng, bên Ấn Độ ngày xưa người ta đâu có niệm vậy. Người ta đâu có ngồi ta niệm cả ngày Nam Mô Di Đà Phật vậy đâu. Ta niệm những đức hạnh của Phật. Phật là đấng ứng cúng, Phật là đấng chánh biến tri, Phật là đấng thiện thệ, Phật là bậc giải thoát tri kiến, Phật là Như Lai, là Thế Tôn. Ta niệm những cái hạnh đức của Phật. Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình hãy niệm cái hạnh đức của Phật. Để chi? Để chúng ta ứng dụng thật sự trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy gọi là niệm Phật. Cũng giống như nghĩa của chữ thờ Phật. Thế nhiều người mình hiểu đơn giản là thỉnh tượng Phật về để bàn thờ mỗi ngày thắp nhang, mỗi tuần thứ bảy đi mua bông mua trái về để bàn thờ kêu thờ Phật. Được, không sao hết á. Nhưng mà cái nghĩa đó nó cơ bản thôi. Còn cái nghĩa sâu sắc của chữ thờ Phật nè, nghĩa là chúng ta mang tượng Phật về để trong nhà thì cũng có nghĩa là chúng ta hãy thỉnh Phật ngự ở trong lòng mình, để mỗi khi mình làm việc gì, sắp sửa làm việc gì không thiện thì mình nhớ là mình là Phật tử. Thì tự nhiên nhớ mình là Phật tử thì mình giảm thiểu đi cái hành động gây cho người khác đau khổ. Mình sẽ giảm thiểu đi lời nói gây cho người khác đau khổ. Như vậy mới gọi là thờ Phật. Cũng giống như quý vị đeo chuỗi nè. Có nhiều người ta nghĩ đeo chuỗi để bình an, cho nên ta kiếm chuỗi ta đeo. Mà đâu phải chuỗi thường đâu. Chuỗi gỗ, chuỗi trầm, chuỗi ngọc, chuỗi gì đủ thứ hết. Nhưng mà người ta đeo đó là để trang sức thôi. Ta đeo cho nó đẹp, fashion, mod. Nhưng mà người Phật tử mà đeo chuỗi mà hiểu rõ cái ý nghĩa đeo chuỗi đó sâu sắc rồi, họ đeo mà vô quái ngại. Nè, đeo vô tay này nghe. Thì vừa đưa cái tay lên chỉ cái bà kia, bà coi chừng tôi nghe nha. Trời, chuỗi. Nó mô Phật. Cái miệng mình vừa giơ tay nó, bà coi chừng tôi nghe. Một mặt tay thôi là răng nú lẫn lộn nghe. Thì mình nhớ mình đưa cái tay này lên. Trời đất ơi, tay mà đeo chuỗi mà chỉ chỏ nói cái lời độc địa như vậy, thụt lại liền. Thay vì nãy mới vừa đưa về cái tay mô Phật. Hiểu được cái ý nghĩa đeo chuỗi. Ta đeo chuỗi là, cho nên vừa rồi mà kể đại chúng nghe một câu chuyện đó. Có một em nhỏ đạo chúa, ba mẹ mới gửi lên chùa học một cái khóa hè. Thì Pháp Hòa có biết đứa nào chúa đứa nào Phật đâu. Thì tới giờ mình tặng quà mình tặng hết, thì Pháp Hòa phát mỗi đứa sâu chuỗi hết. Mà Pháp Hòa dặn mấy đứa nó, con đeo cái sâu chuỗi này để khi nào con sắp làm việc xấu, con dơ lên sắp làm xấu thì con nhớ cái sâu chuỗi này nhắc con làm việc tốt. Pháp Hòa đâu có biểu nó niệm Phật gì đâu, mà biểu nhớ vậy thôi. Cái nó đi về cái nó gặp chú bác gì của nó la nó, mày có biết mày đạo chúa không, mày đeo cái này đem giục thùng rác đi, thế này thế kia. Cái nó không giục, nó đem về nó hỏi má nó. Nó nói mẹ bác la con, bác không cho con đeo. Cái thì mẹ nó xoay qua hỏi, nhưng mà lúc thầy cho con, thầy dặn con cái gì? Nó nói thầy dặn con á, đeo cái này để khi nào con sắp làm việc xấu á thì con nhớ cái này nhắc con làm việc tốt. Mẹ nó hỏi mà con có thích vậy không? Nó nói dạ con thích. Thế thì con cứ đeo. Vậy thì đeo chuỗi á, có nhiều người đeo rất nhiều chuỗi, đủ kiểu đủ thứ mà chưa hề lần một sâu nha. Tại vì nghĩ rằng đeo cái này để bình an thôi. Nhưng mà nếu bình an được, sẽ được bình an nếu đừng làm việc xấu. Sẽ được bình an nói nếu đừng nói bậy. Sẽ được bình an, nhưng mà với điều kiện là vừa định đánh người ta nhớ thụt tay lại, thay viền dày thành vậy.
Thành thử ra tu là mình chuyển hóa vậy thôi. Đó là niệm Phật đó. Không niệm Phật à, nhưng mà vừa ra vậy là niệm Phật liền. Đó nghĩa niệm Phật đó. Cho nên tụng cái câu này không, nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa. Cái nghĩa chân thật của Như Lai tuyên thuyết hồi sáng mình tụng đó, tinh thông giáo nghĩa huyền vi, nghĩa lý của kinh huyền vi và huyền diệu và thâm và sâu lắm. Cho nên đó, mình có niệm bất cứ vị Phật nào. Có vị hỏi, thưa thầy, ở nhà con thờ Phật Thích Ca mà tối nào con cũng niệm Quan Âm, vậy Phật Thích Ca có buồn không? Trời ơi, chúng sanh mình đã sống với nhau mình mới buồn rầu cả ngày chứ không, đã là Phật rồi thì ai buồn chi mấy chuyện đó. Mà hơn nữa Phật Thích Ca là thường dạy mình phải niệm Phật, niệm Bồ Tát, thì mình có niệm ai thì ngài cũng vui thôi. Ngài nói you good, con tốt lắm, con theo lời ta dạy. Chứ Phật đâu có đi ganh tị mấy chuyện đó, tị có chúng sanh mình. Mình sống với cái tâm chúng sanh phàm phu của mình, ganh tị với nhau từng chút, chứ Phật Bồ Tát đâu ganh tị kiểu đó. Cho nên cái câu hỏi này được. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tấm rất thật, tấm lòng thật. Con có rất nhiều điều muốn nhờ thầy chỉ dạy. Hôm nay con mạo muội gửi thầy, mong thầy bớt chút thời gian quý báu giải quá giải cho con. Từ khi con biết đến Phật giáo và các bài thuyết pháp của các thầy, con thường xuyên mở nghe. Có phải con thường xuyên mở nghe nên các vong linh hương linh về cùng nghe, nên trong nhà con có nhiều chuyện lục đục không bình thường, có phải vậy không? Quý vị trả lời luôn giùm đi, phải vậy không? Trời Phật, thử hỏi mình nghe pháp, mình nghe điều thiện, mình trở thành người thiện, người tốt. Giả dụ như có vong linh nào nghe, không lẽ họ nghe ngược lại, nghe điều tốt trở thành điều xấu, họ đi lục đục mình. Một câu hỏi, thật sự cái vị Phật tử này, những câu hỏi đều rất chân thật, từ những cái tấm lòng không hiểu mà hỏi. Nhưng mà những ai đó đi tuyên truyền những cái ý nghĩa này hoàn toàn không có một cái chút gì gọi là hợp tình hợp lý hết. Tiếng Anh nó gọi là no sense. Tại sao một người khác nghe thẩm thấu làm tốt mà một người khác nghe lại làm xấu làm sao? Cho nên có nhiều người nói có nhiều người quan niệm rằng tại vì mở nghe như vậy cho nên các vong linh nó về rồi nó phá trong nhà mình, làm cho gia đình mình lục đục. Làm gì có chuyện đó. Và ví dụ bây giờ quý vị không mở băng kinh đi, quý vị mở phim, phim action, phim đâm chém, phim tầm bậy tầm bạ trong nhà, mở tối ngày sáng đêm, rồi vong linh nó về nó coi nữa làm gì? Bây giờ nó nghe pháp mà nó còn không tu nữa, thì nó coi cái phim nó chắc nó tu à. Cho nên không có một cái quan niệm như vậy nữa. Đấy cũng một dạng gì? Tà kiến. Có nhiều người nói tối ngủ đừng có mở máy niệm Phật, trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở như vậy rồi vong linh nó vô, nó nghe nhiều lắm, nó ở trong nhà, nó làm cho nhà mình lục đục cả ngày. Mình không nghe mình mới lục đục chứ. Tại mình lục đục chứ vong nào lục đục. Rồi mình trả lời một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Trong kinh Địa Tạng nói, người cõi âm chỉ nhận được một phần công đức, còn lại sáu phần là do người cõi dương hưởng. Và các thầy cũng thường dạy Phật tử rằng khi hồi hướng nên nhớ đến pháp giới chúng sanh oan gia trái chủ. Nếu vậy, khi con hồi hướng công đức phước báo nhiều nơi như vậy, con có vô tình làm cho phần phước báo, tức là một phần của người thân của con bị chia bớt không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là trong kinh nói 7 phần công đức khi mình làm được
cho một cái người mất á, thí dụ một cái người mất, mình làm việc phóng sanh, ăn chay, bố thí gì đó, hồi hướng cho người mất. Mà 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần còn lại là của người còn sống. Thì câu hỏi là bây giờ người thân của con hưởng có 1 phần à, mà đã vậy rồi mình còn đem phổ nguyện pháp giới chúng sanh nữa, vậy vậy người thân của con có bị chia hết phần còn lại không? Đã hưởng có 1 phần mà còn bị chia nữa. Câu hỏi vậy đó, cũng có lý không? Đem cho cái bánh rồi còn bắt chia 10 người ăn nữa. Thưa đại chúng, tại vì mình hiểu cái chữ phước ở đây á, là nó có limit, nó có hình, có tướng, cho nên nó mới bị hạn hẹp trong khuôn khổ. Còn cái phước mà ở đây muốn nói là cái phước từ tâm. Cái phước từ tâm là cái phước vì vô cùng vô cực. Mà mình làm việc gì mà biết nghĩ tới mọi người thì cái đó nó mới gọi là vô cùng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một ngọn đèn mình thắp lên đây, ở dưới đây quý vị có 1000 cây đuốc hoặc cây đèn, quý vị đến mồi lửa từ cái cây đèn chánh này. Có vì tại quý vị mồi lửa 1000 cây mà cái đèn chánh này nó bị lu mờ cái lửa không? Không. Cũng như thế, phước của mình hồi hướng là mình hồi hướng bằng cái tâm lực, cũng giống như một ngọn đèn, không bao giờ mà do 1000 cái đèn khác tới mồi, ngọn đèn này cũng không thay đổi. Ở đây nó nói tới cái chỗ một đây đó, cái một đây là tượng trưng cho gì? Một sự nhất tâm. Nếu mà sự nhất tâm của mình mà có rồi đó thì không việc gì mà không thành. Chỉ sợ chúng ta làm mà không nghĩ tới tha nhân thôi. Pháp Hòa ví dụ á, mình đi chợ mình nấu ăn, mình nấu khách, mình nói hôm nay á có một người khách tới, nhưng mà không bao giờ mình nấu ăn mà đủ cho một người khách ăn. Đa số nói mặc dù một người khách, vì đãi một người khách, nhưng mà mình cũng sẽ nấu làm sao đủ cho cả nhà. Và tùy theo cái số lượng 200-300 người, mà ngày đó có một người khách, nhưng mà mình cũng nấu cho 200-300 người ăn. Vậy thì đâu phải là nghe tiếng chữ một đó là chỉ có một đâu, nhưng mà có một đó là biểu tượng. Nếu chúng ta có một tấm lòng thì tấm lòng đó sẽ trang rãi được hết, không có gì trở ngại hết. Cho nên đừng có lo là người thân của mình hưởng có một phần mà còn bị chia. Nếu cái tâm rộng rãi của chúng ta mà chia đều ra, hay là cái tâm rộng rãi của chúng ta trùm khắp, thì nó không bị hạn hẹp. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có hình tướng, mà chính nó không có hình tướng cho nên nó là sao? Nó trùm khắp, không có bị hạn hẹp. Một cái người người ta đau khổ á, cái sự đau khổ của chúng ta như một muỗng muối. Nếu cái muỗng muối đó đổ vào cái ly này thì nó rất mặn. Nhưng nếu muỗng muối đó mà đổ xuống sông thì không ăn thua gì hết. Cũng như thế, đau khổ của chúng ta cũng giống như một muỗng muối thôi. Nước trong chung hay là nước ở trong đại lòng sông, đó là lòng của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận nó hẹp hòi thì nó sẽ là một khối đau khổ. Còn nếu chúng ta cảm nhận nó rộng rãi thì tự nhiên chúng ta nhẹ đi đau khổ. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ bây giờ cái người đó không còn thương mình nữa, người đó nói với mình là hết duyên với mình, hết thương mình rồi. Nhưng nếu chúng ta ôm khối đau khổ đó thì chúng ta mặn lắm, tại vì mình chỉ thấy người đó phải là của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta rộng ra chút nữa, chúng ta nói thôi, mình với người đó duyên đã hết, và hôm nay người đó tiếp tục duyên với người khác. Bây giờ nếu người đó không còn thương mình nữa mà người đó thương người khác thì cũng tốt thôi. Chỉ cần mình nghĩ nó nhẹ nhàng, tất cả sự có một sự hội hợp và sự chia ly đều là duyên hết.
đủ duyên thì có mặt, cũng đủ duyên chúng ta chia tay. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái người đó họ sống với mình, họ làm khổ mình mỗi ngày. Bữa nay họ không còn làm khổ mình nữa, mình cũng khổ luôn nữa đó. Tôi ước gì ở với tôi cũng được, mình chỉ cần làm khổ tôi thôi. Nhưng mà lúc còn ở chung thì than rên dữ lắm, nói trời ơi không biết chừng nào tôi mới được dứt. Mà tới hồi người ta dứt thì khóc. Sao mình không nghĩ hết nghiệp? Thay vì mình nghĩ đây là sự đổ nghiệp, trời tôi tu chắc tôi bị đổ nghiệp, sao giờ vợ không thương, chồng không thương, không, nhờ mình tu cho nên nghiệp hết. Còn nếu mà nghĩ nợ này không mình trả dứt rồi giờ bắt đầu lấn vào nợ khác, người khác tiếp tục trả giùm mình. Hay là mình nói rộng hơn, nếu như mình là người đang chịu khổ, thôi nếu mình không chịu cái cảnh này thì chắc cũng sẽ có người khác chịu, thôi để mình chịu còn hơn người khác chịu. Cũng muỗng muối thôi, mà ăn thua mình để xuống sông hay mình để ở trong nước. Vừa rồi Pháp Hòa có đi Mỹ giảng xong thì có một vị Phật tử mời về hộ niệm cho người ba đang bệnh nặng sắp mất. Thì Pháp Hòa về lại đây 2 ngày sau thì ông cụ mất. Thì sáng nay Pháp Hòa mới gửi cái thư chia buồn. Thì trong cái mail Hòa viết: mình mất một người thân, mình đau lắm, buồn lắm, nhưng người thân đó vẫn còn đây với mình. Mà mình chịu không nổi là vì cái sự đau đớn, bệnh tật đã làm họ khổ và mình cũng khổ theo. Tuy họ chết nhưng mà cái sự đau đớn đó không còn hành hạ họ nữa. Và nếu mình nhìn rộng ra, mình nhìn rộng ra, người đó không còn hạn hẹp ở một cái thân tứ đại hữu hạn này nữa, mà bây giờ người đó đang sống rất rộng ở trong các con các cháu. Có một hôm Pháp Hòa nói điều này với một cái đám tang của một cái người Mỹ. Thì xong đám tang thì cái người nhà đó chạy tới: cảm ơn thầy đã cho tôi một cái nhìn rộng, và tôi thấy rằng người thân của tôi đang sống mãnh liệt trong tất cả các con các cháu, chứ không phải chỉ hạn hẹp ở một thân xác của người đó nữa. Cũng giống như bây giờ nè, mình không có ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng mà ông bà nội ngoại có trong người mình. Dòng máu của nội ngoại đang ở trong ba, rồi ba truyền xuống cho mình, rồi mai mốt mình có con mình truyền xuống cho con. Bây giờ ông bà mình sống dài ra, không bị hạn hẹp trong một cái thân, một cái tướng nữa. Thấy rộng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nhẹ ra. Thí dụ hôm nào bữa quý vị mất tiền đi, mình mất thì mình không có của mình xài, nhưng mà chắc chắn sẽ có người lượm được cho nên mình mới mất. Thôi thì ai lượm được thì người ta có người ta xài. Mình mất thì người khác có xài. Nghĩ vậy cái tự nhiên tâm mình sao? Nhẹ ra. Hồi cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện của một ông Gandhi. Ông bước lên chiếc xe lửa, vô tình ông làm rớt chiếc dép. Tới xe lửa rồi, ông lột chiếc dép còn dính trong chân, ông dục trở lại cái chỗ hồi nãy. Người ta mới nói ông làm gì kỳ vậy. Ông mới nói bây giờ tôi rớt chiếc dép ở khúc đó, ai lượm được chiếc dép cũng không mang được, bởi vì có một chiếc hà. Mà tôi giữ chiếc tôi cũng đâu có mang được. Thôi tôi lột đây, tôi dục lỡ đó luôn, lỡ ai có lượm lượm 2 chiếc, ta có nguyên cặp ta mang. Quý vị thấy cái hình ảnh đó không? Cho nên đa số á, vừa rớt chiếc dép, trời ơi tiếc quá, chiếc đó 300, 500, mà bây giờ 300, 500 thì cũng còn một chiếc, làm được cái gì, thôi dục lại đó luôn. Mà cái đó là chuyện rất thực tế, chứ không có gì xa vời mà chúng ta làm được. Nó thật là như vậy. Cho dù cái đôi giày mình 500 đô nhưng mà nếu mình có giữ một chiếc thì cũng chẳng làm được gì. Nếu ai đó lượm được cả 2 chiếc thì người ta xài được cả 2. Cho nên nhiều khi á, cái mình mất chưa hẳn đã mất, mà ai đó được thì người ta được trọn vẹn. Cho nên mình đâu có mất. Ví dụ như bây giờ quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn ngày Chủ nhật á, người ta ăn hết nhưng mà còn không? Còn chỉ còn cái phước. Cho nên có gì đâu mất. Giống như quý vị xúc một muỗng đất, từ cái lõm này đắp qua lõm này, mất cái lõm này mà bù lõm khác. Cho nên ở đời nếu chúng ta có cái nhìn nó thoáng như vậy, tự nhiên tâm hồn chúng ta sao?
nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Và cuộc sống của chúng ta nó vui hay buồn chẳng qua một cái thôi, đó là cái nhìn. Nếu chúng ta có cái nhìn rộng, cuộc đời mình nhẹ, mà chúng ta có cái nhìn hẹp thì tự nhiên khổ đau. Khác nhau ở một cái nhìn, đời vui hay khổ tâm mình sáng soi. Khác nhau ở một cái nhìn, đời vui hay khổ tâm mình sáng soi. Mình có một cái nhìn thoáng, mọi việc nó sẽ thoáng. Mình có một cái nhìn hẹp, mọi việc nó sẽ trở nên bế tắc. Thôi cầu chúc đại chúng an vui. Và nhớ là Phật tử thì chúng ta thường xuyên nghe Pháp để chúng ta học hỏi được những điều chúng ta chưa biết, khai mở tâm tư của mình và làm cho cuộc sống của mình trở nên vui hơn, thảnh thơi hơn. Dù cuộc đời này rất nhiều cái nó ập, nó tấp vào trong người mình, nhưng mà chúng ta có cái nhìn và có cái nhận biết, cho nên nó không làm gì chúng ta được. Thưa đại chúng, quý vị thường có nghe cái chữ tam tai không? Thí dụ như mình nói một cái chu kỳ 12 năm thì cứ hễ 9 năm là mình bị 3 năm tam tai, tức là 3 năm liền gặp xui, gặp rủi, gặp những cái điều trắc trở. Thì theo cái bói toán, theo cái khoa đó đó, thì cái cách tính của người ta là người ta lấy 3 cái tuổi hợp với nhau, mà hễ 3 người đó mà hợp với nhau là họ sẽ gặp 3 năm liền trùng cái tam tai. Thí dụ như là năm nay là năm Tuất, phải không? Năm tới là, năm vừa rồi là năm gì? Dậu, thí dụ vậy. Thì nếu năm này nè, người nào mà dần ngọ Tuất thì đây là năm cuối cùng của tam tai. Năm tới là Hợi, phải không? Thì ba người khác, bây giờ tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi Tuất là năm cuối rồi nè. Năm tới hết tam tai rồi, năm tới tới 3 tuổi khác. Thì người ta cứ tin vào cái đó. Nhưng mà đối với nhà Phật, cái chữ tam tai nó không có nghĩa đó. Tam tai trong kinh điển là gì? Là ba cái nạn. Nếu mà gọi là đại tam tai là nước, lửa, gió. Đó là đại tam tai. Còn tiểu tam tai là chiến tranh, đói khát, bệnh dịch. Ví dụ ở quốc độ của chúng ta đây, tiểu tam tai có không? Có mà ít. Ví dụ mình đang sống đây, chiến tranh đâu xa, chứ còn trong vùng mình sống đâu có. Cho nên chiến tranh ít. Đói khát có mà ít. Bệnh dịch không có, lâu lâu thôi, bird flu hay là cái gì đó thì cũng là một loại dịch, thì lâu lâu mới có. Cái này là tiểu tam tai. Nhưng mà cháy rừng, bão lụt, những cái cơn trốt mỗi năm nó đều xuất hiện, đó là đại tam tai. Và Đức Phật nói trong kinh đó, do đâu mà có tam tai? Con người sân nhiều, sân hận nhiều là tương ưng với hỏa, cho nên gặp nạn lửa. Con người si mê nhiều, cuốn trôi mình như gió, mà con người tham lam nhiều như nước, cho nên nạn nước, nạn lửa, nạn gió là do ba độc tham, sân, si của chúng sanh mà chiêu cảm. Ví dụ do mình sống trong cuộc sống hàng ngày, cái sự tiêu dùng của chúng ta ít có quán chiếu để thấy rằng cái gì nên dùng, cái gì không nên phí. Có những cái chúng ta phí nho nhỏ thôi, nhưng mà nó tích tụ và nó để thể hiện rằng chúng ta không có nhận ra được, chúng ta không trân quý được những cái chúng ta đang chi dùng. Như là những ly giấy, dĩa giấy, quý vị biết foam cups, foam plates, rất là lâu năm để tiêu hủy những cái chất đó. Cho nên nếu mình không cần thiết phải sử dụng, nên giảm chế.
Quý vị biết những người Mỹ họ tới chùa mình tu, nếu như trường hợp mà mình nói là kỳ này chùa tổ chức ăn buffet, quý vị sẽ thấy có những người Mỹ người ta xách chén dĩa theo. Người ta đem chén dĩa tới để người ta múc thức ăn của người ta, rồi người ta mang về người ta rửa, chứ người ta không xài chén dĩa giấy. Người Mỹ họ rất là quan tâm tới môi trường. Cho nên ví dụ như trong Phật giáo là mình đề xướng môi trường. Quý vị thấy, quý vị mà để ý, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật là người sống với thiên nhiên. Ngài sanh ở đâu? Sanh trong vườn hoa Lâm Tỳ Ni. Ngài đi xuất gia ở đâu? Ở bên dòng suối Anoma. Ngài tu ở trong đâu? Tu trong rừng. Ngài ngồi thiền thành đạo ở đâu? Trong rừng. Ngài chuyển pháp luân ở đâu? Trong vườn Lộc Uyển. Ngài nhập niết bàn ở đâu? Thành Câu Thi Na ở rừng Sa La sông Thọ. Cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Từ khi Đức Phật đản sinh cho đến khi Đức Phật niết bàn, Ngài gần gũi với thiên nhiên. Và thậm chí khi Ngài sống đời sống hàng ngày của Ngài cũng gần gũi với thiên nhiên. Cho nên thường ngày xưa các chùa hay ở cảnh trí u nhã tịch mịch. Vì sao? Vì cái cảnh trí u nhã tịch mịch đó nó dễ làm cho tâm con người lắng. Và hễ tâm con người mà lắng thì sự nhu cầu nó giảm. Vì vậy thí dụ như bây giờ quý vị thấy ha, ai cũng có cái cell phone là cái gì cần nè, điện. Không có không chạc phone được. Mà hễ có cell phone rồi là đi tới đâu, trước hết là bác có wifi cho con xin, trước khi hỏi bác có khỏe không. Hồi xưa là gặp nhau là how are you, I am fine. Bây giờ hỏi lại you have wifi. Hỏi wifi trước sức khỏe sao. Vì wifi là sức khỏe của tôi. Tôi phải khỏe rồi quý vị mới khỏe được. Cho nên á, tam tai của Phật giáo là lửa, nước, gió. Lửa là do sân, nước là do tham, gió là do sĩ. Cho nên ở trong Tây Du Ký, ai coi Tây Du Ký rồi ha, ở trong Tây Du Ký, ông thầy mà ham cái y, vì muốn chiếm cái y của Ngài Đường Tăng, cho nên mới âm mưu với đệ tử là chất củi đốt cái nhà phòng của thầy trò Đường Tăng. Rồi cuối cùng bị Tôn Ngộ Không phát hiện, Tôn Ngộ Không lên trời mượn cái lòng bàn, cái chụp á, chụp cái nhà của sư phụ lại, cho nên lửa nó bao vây lại, nó không cháy, rốt cuộc cháy nguyên cái chùa của ông thầy đó. Rồi cuối cùng mà cái ông thầy mà mưu toan để mà cướp cái y đó, bị cái đống lửa nó đè chết. Thì cái câu chuyện trong Tây Du Ký đó là tượng trưng cho sân hận si mê và gọi là tham lam. Cái tham như lửa nó đốt mình. Cho nên ở trong Tây Du Ký, những câu chuyện, những cái nạn mà thầy trò Ngài Đường Tăng mà gặp phải đó, đều là biểu tượng cho những cái nạn mà chúng sanh chúng ta, đời này chúng ta sống. Nước trôi, gió thổi. Rồi cuối cùng gió thổi bay hết. Ông thầy, ông Ngộ Không phải đi lên xin một viên thuốc ngậm vô để gió thổi không có bay. Thì cái viên thuốc đó gọi là định phong đơn. Đơn là thuốc, định phong là chặn lại những cái cơn gió. Nó làm không cho gió nó thổi mình đi. Rồi quý vị nhớ đi qua cái quả Diệm Sơn không? Muốn đi về Tây Phương thì gặp cái núi lửa quả Diệm Sơn, không qua được. Lúc đó là mọi người muốn quay về rồi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không hỏi Bát Giới, Tây Phương, Tây Trúc nằm đâu? Nó nằm phía Tây. Vậy thì bây giờ lui hai bước, hễ mà muốn tới Tây Phương là phải đi ngang cái ngọn lửa này. Phải đi mượn cây quạt gì? Quạt ba tiêu. Cây quạt bằng cái chuối. Tất cả những cái đó đều là biểu tượng hết. Cho nên á, đối với Đức Phật, tai nạn nó có phần đóng góp của mình.
Ví dụ như mình nói trời ơi, tôi bị tai nạn xe cộ do mình lái hơi nhanh, hay là thậm chí không phải do mình phải do người khác, mình đang đậu, người khác thắng gấp quá, đường trơn lủi tới đụng xe của mình. Cho nên trong tai nạn nó phải có nguyên do. Thì Đức Phật nói trong nước đó mắc phải khí độc, trong bệnh khổ não này là vì các quỷ thần rồng ấy đều do người đời gây ra. Nếu mà mình gặp những cái chuyện khí độc là do đâu? Do săn bắn chém giết, giăng lưới bắt cá, người trúng độc chết. Thần hồn họ đọa trong biển làm rồng, hoặc làm loài thần hóa sinh có sức mạnh biết được đời trước, tức giận nỗi oán xưa kia mà gây ra sương mốc, phun mưa khí độc vào nước ấy. Khi đó dân chúng có người trúng độc chết, hoặc có người mắc bệnh, có người chỉ bị sơ bên ngoài, đó đều do người đời gây ra. Tức là oán này chồng oán kia. Ví dụ như là mình bị người ta đánh, cái mình suy nghĩ tại sao cái người đó, mình oán trách cái người đó, cái mình tìm một cách khác mình trả. Mình không có đánh người đó lại, nhưng mình hại họ bằng cách nào, người kia bị vậy, tại sao cái người đó hại tôi, nghĩ ra cách khác. Thành thử ra mình rất là nhiều cái mưu toan để mà trả thù, trả oán với nhau. Thì rốt cuộc rồi, tai ương, ách nạn, khổ não xung quanh mình đều từ do những cái tham sân si của mình hết. Bất nhân tàn sát, mạng vật gây oán với nhau. Người tự tay giết thì bị trúng độc liền chết. Người thấy vui theo thì mắc bệnh ngặt nghèo. Hoặc có người chỉ bị sơ bên ngoài đều do ăn thịt chúng sanh. Có người cùng chịu, có người không cùng chịu. Người thông minh biết rõ tội sát sinh, theo người không dừng. Lấy mình mà suy lường kẻ khác nào có khác chi. Suy lường như vậy nên truyền rộng lời Phật dạy, thực hành bốn đẳng tâm là từ bi hỷ xả thì phước tự về mình. Cho nên mình quán chiếu, mình thấy trong đời này mỗi người chúng ta đều gặp những cái khó khăn, nó có nguyên do của đời trước. Tại sao có những người người ta dễ dàng trong việc đó mà mình thì không? Nó phải có cái nhân duyên của phước hay là nghiệp hết. Đế vương dân chúng giàu có, nhiều lúc nhiều lúa gạo gặp người quá vợ quá chồng, mồ côi không con, thiếu thốn y thực, tật bệnh khốn khổ không thể tự cứu thì nên chu cấp thuốc men cơm cháo để họ dần dần khỏi hẳn. Nếu không dứt hẳn nên biết rõ người này đời trước đã làm ác, không tin tam bảo, bỏ chân theo ngụy, tham lam, keo kiệt, nên đến nỗi như vậy. Thế nào gọi là bỏ chân theo ngụy? Chân là thật, ngụy là giả. Và chúng ta thường có một cái thói quen là lầm trăng thật, lầm trăng giả mà quên trăng thật. Thấy không? Thí dụ như bây giờ nè, con mắt của mình nhìn, mình nhìn cái gì á, mình ít có nhìn bằng cái chân thật, mà mình nhìn bằng cái tư kiến, có cái pha trộn của mình trong đó. Cho nên cái nhìn mình nó chưa chuẩn. Cho nên Phật nói mình phát tâm tu có bốn thứ tâm nên phát. Mà bốn cái này nó có bốn cái đối nghịch. Thí dụ như là tà nó đối với chánh, chân nó đối với ngụy, đại nó đối với tiểu, thiên nó đối với viên. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Bỏ bốn. Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Mà lấy thì phải lấy chánh, lấy chơn, lấy đại, lấy viên. Viên là gì? Là viên mãn, viên tròn. Giống như chùa đây tên là viên giác.
Giác là giác ngộ, viên là viên tròn, viên mãn. Sự giác ngộ viên mãn, mà muốn giác ngộ viên mãn thì thấy gì? Thấy mình, thấy người. Thí dụ như mình trách người ta, nhưng mà mình quên thấy mình, mình quên có phần mình trong đó. Cách đây một tháng, có cô vợ cô lên cô than phiền buồn khổ người chồng. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó, trong lúc mình nóng giận á, ai cũng dành cái phần của mình hết. Thôi bây giờ hai cô chú hoan hỷ mỗi người cho mình một thời gian lắng tịnh xuống, rồi hãy nói chuyện với nhau. Thì tháng sau cổ lên cổ nói thầy, con cảm ơn thầy không có khuyến khích con đồng ý tán dương, không có đồng tình với con ly dị lập tức, mà thầy biểu con phải tĩnh lặng rồi hãy giải quyết. Con cảm ơn thầy lắm, tháng nay con quán chiếu thì ổng cũng có một phần mà con cũng hơn phân nữa. Nghĩa là lúc đó ngộ rồi đó. Hồi trưa xưa thì mình nói làm sao? Mình nói là tất cả là do người kia, thấy không? Nhưng mà khi mình quán sâu mình thấy ồ, có trời mà cũng có ta. Tại trước kia mình nói làm sao? Tất cả là do trời hết á. Tất cả là do trời hết á. Cái gì cũng do ông trời hết á. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Bây giờ mình hiểu rồi, có trời mà cũng có ta. Thành ra ý nói là có người mà cũng có mình trong đó. Trách người một, trách ta mười. Bởi ta bạc trước nên người phụ sao? Có cái ông đó, sáng ông đi làm, tối về con chó nó sủa. Ông mới mắng con chó. Ông nói cái con chó này nó không có biết trung thành. Tôi là chủ mà nó về nó cũng sủa nữa. Tôi nuôi nó để rồi nó canh ăn trộm, thấy người lạ nó sủa. Bà vợ nó hồi sáng ông đi làm ông mặc cái gì? Nó mặc áo trắng. Bây giờ ông đi về ông mặc cái gì? Mặc áo đen. Tại vì ông đi trắng về đen cho nên chó nó mới sủa. Ý muốn nói là sao? Mình có cái con như vậy, con chó nó sai hay mình sai? Con chó nó rất là đúng, nó thấy người lạ là nó sủa, là vì mình thay đổi cho nên con chó nó mới đổi thay, nó mới sủa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên á, mình không tin Tam Bảo. Tại sao mình gọi là không tin Tam Bảo? Và đâu nói là nếu vậy thì cái người nào mà không phải cùng tu với mình cái họ có tội hay sao? Bởi vì Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là chơn. Quý vị phải nhận Tam Bảo nó ba phần. Hiện tướng của Tam Bảo là Đức Phật, là Quyển Kinh, là người tu. Cái đó là thế gian Tam Bảo. Tượng Phật, Quyển Kinh, người xuất gia. Nhưng mà có một cái Tam Bảo mà tất cả mọi người đều có giống nhau, dù người đó không phải là Phật giáo, không phải là Đạo Phật, là sự giác ngộ, là sự sống chân chánh, là sự sống chân thật. Cho nên tổ Lục Tổ Huệ Năng mới nói Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là chân. Giác chánh chân. Mà người nào mà sống bằng tỉnh giác, sống bằng chánh pháp, sống bằng chân thật thì người đó là có Tam Bảo trong tâm, dù người đó không phải là Phật giáo. Nhưng một con người sống ở đời nếu không có tỉnh giác là mê lầm, mà mê lầm thì có thể làm điều tội lỗi. Còn người mà sống có tỉnh giác, biết cái gì đúng phải làm, cái gì sai nên bỏ, thì đâu có luận là Phật giáo mới được làm chuyện đó. Người sống ở đời là ai cũng có thể làm điều đó hết. Chúng ta có một cái khổ là bởi vì chúng ta sống ở môi trường nào, chúng ta chạy theo cái môi trường đó.
Cho nên rồi đôi khi mình không thắng được mình. Bây giờ Pháp Hòa nói đâu có ai cấm mình có cái cell phone. Cái xã hội bây giờ là cái phone nó làm bạn với mình. Quý vị để ý mấy đứa nhỏ coi, bốn đứa cháu mình mà tới nhà mình chơi là ngồi bốn góc. Nó là tứ đại thiên vương. Rồi là bắt đầu mỗi đứa nó móc cái bũ bối nó ra rồi. Mình không nghe nó nói chuyện, nhưng mà lâu lâu mình nghe nó cười ha hả với nhau vậy. Nó ngộ rồi đó. Người lớn con nít, người già, người trẻ gì, xuất gia không xuất gia gì, giờ người nào cũng có cái phone hết đó. Cái đó đâu có gì sai. Xã hội bây giờ có cái điều là mình có thể làm được. Mình cái nhu cầu mình bao nhiêu để mình mua cái phone gì nó. Thí dụ như quý bác lớn tuổi nè, quý bác đâu cần gì đâu, chụp hình, nghe phone với gọi. Chứ mấy bác đâu có biết gì Facebook rồi. Nói vậy là mà mình hơi coi thường mấy bác nghe. Có nhiều bác 80 cũng dữ dội lắm á. Chụp hình vừa xong là quăng lên Facebook liền á. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta trong một cái hoàn cảnh này, chúng ta có những cái nhu cầu, nhưng mà cứ nhớ là chúng ta thu nhận cái gì đúng cái nhu cầu của mình thôi. Còn cái tham cầu là nó vô cùng vô cực lắm, sao mình chạy theo nó nói. Cho nên chính vì vậy mà mình còn bị lôi cuốn. Bỏ chân theo ngụy, tham lam keo kiệt. Đến nỗi, cho nên đến nỗi phải khổ như vậy. Tội phước phân minh, cẩn thận chớ làm ác. Tội phước phân minh là gì? Cái gì nó cũng đều có rõ ràng hết đó. Nó có cái nguyên do trong đó. Vậy nên khởi tâm từ, đem kinh pháp của Phật giáo huấn cho kẻ những người ngu si, khiến cho họ giữ gìn kinh đạo, như trị một người bệnh được dứt, chỉ bày con đường thiện cho họ thọ trì năm giới, trọn đời trong sạch. Phước đó ngang bằng với hầu Phật. Đây là việc thứ ba. Như vậy việc thứ ba là mình quán thấy, quán thấy rằng cái cõi đời này có những chuyển biến do trộm cướp, nước lửa, bệnh tật, khí độc, rồi giết chóc, tàn sát vân vân, đều do chúng ta có những cái việc như là chẳng tin tam bảo, bỏ chân theo ngụy, tham lam keo kiệt, hoặc là chúng ta sống ở đời mà chúng ta không có biết gọi là chừng mực những cái nhu cầu. Bây giờ nói tới cái thứ tư. Ở đời có sa môn phạm chí, thanh cao trong sạch vô dục, thuộc kinh điển nói đúng pháp luật. Ở trong này có hai từ chúng ta cần biết. Một là sa môn, hai là phạm chí. Thưa sa môn á, là một danh từ chung để chỉ cho những người nào bỏ ác làm lành, có sự tinh tấn, gọi là sa môn. Như vậy ở Ấn Độ ngày xưa, Bà La Môn cũng có những vị sa môn. Cho nên thời của Phật, những người xuất gia nào đoạn ác làm lành, tu hành tinh tấn cũng được gọi là sa môn. Nhưng nói rõ hơn là sa môn thích tử. Phải thêm hai chữ ân sao là thích tử, để nói là gì? Các vị sa môn này là con dòng, tức là đi theo Phật Thích Ca đó, con cái dòng họ thích, cho nên gọi là sa môn thích tử. Cái câu này quý vị thường nghe lắm, các tổ hay quở. Sa môn thích tử, tại sao làm vậy? Tại vì các vị nói sao? Các thầy là sa môn là đành rồi, nhưng mà nhớ là mình là sa môn thích tử, tức là vượt hơn cái bình thường. Nói tóm, sa môn là những người sống cố gắng đoạn ác làm lành, tinh tấn tu học. Bây giờ cái đó là cái nghĩa của sa môn. Bây giờ sa môn có bốn loại.
Một là thắng đạo sa môn, nghĩa là những vị này là những bậc thánh chứng a la hớn, bậc này mình không có phần. Hiện tại bây giờ mình không thấy. Sa môn có một loại gọi là thắng đạo sa môn, nghĩa là những vị này là những bậc đã chứng thánh. Cái thứ hai là thuyết đạo sa môn. Thế nào gọi là thuyết đạo sa môn? Nghĩa là các vị này còn học, còn tu, và được một cái lợi là đem lời Phật thuyết pháp giảng kinh, thì các vị này gọi là thuyết đạo sa môn. Cái thứ ba gọi là hoạt đạo sa môn. Sao gọi là hoạt đạo sa môn? Là cái người này còn là phàm phu, giống như mình vậy đó. Sống có giới luật, nỗ lực tu hành. Vị này gọi là gì? Gọi là hoạt đạo sa môn. Chữ hoạt là sinh hoạt, làm những việc trong đạo. Cái này mình còn thấy. Và cái người này là những người phàm phu, họ không có xuất gia. Họ không có xuất gia, nhưng mà họ cố gắng, họ sống theo giới luật, tinh tấn tu học. Vậy thì bây giờ sa môn này là ai? Là mình nè. Mình là hoạt đạo sa môn đó. Tức là mình không phải là người xuất gia, mình không có cạo đầu mặc áo, mình là những người cư sĩ sống trong đời, còn phàm phu đó. Nhưng mà trong đời sống phàm phu người thường của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta học hạnh của các bậc tu hành. Ví dụ như đang chay trường, mình đang chay kỳ là mình học rồi. Người ta tụng kinh ngày 4 thời, mình tụng kinh ngày 2 thời sáng chiều, hoặc là 1 thời. Người ta trọn đời đi xuất gia cạo đầu, mình mỗi tháng về chùa bát quan trai, một năm đi xuất gia gieo duyên lần, hai lần. Vậy thì mình, rồi các vị kia bố thí pháp, thuyết pháp, mình không biết bố thí pháp, mình sống đời sống như là người tu học, để người khác thấy cái hình tướng tu hành của mình, người ta học theo. Mình không ngồi pháp tòa, nhưng mà mình nói pháp trong bằng hành động, bằng cách sống của mình. Các vị thuyết pháp cho người khác nghe, đó là khẩu giáo. Còn mình sống đời sống lương thiện của một Phật tử, để hướng dẫn người khác tu theo là thân giáo. Người khác có những ý nghĩ sai lầm, mình chuyển hướng người ta đừng có nghĩ tiêu cực, gọi là ý giáo. Cư sĩ Phật tử vẫn có thể là sa môn, như là hoạt đạo sa môn. Còn các vị thầy xuất gia còn là phàm phu, nhưng đi thuyết pháp trùng tiên lời Phật, gọi là thuyết đạo sa môn. Mình không phải là thắng đạo sa môn, nhưng ít nhất cũng là thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn. Chớ mình không làm hạng thứ tư là ô đạo sa môn. Nghe chữ ô là biết rồi phải không? Ô là gì? Dơ là đen à, trà mày đen thùi, đỏ lòm kêu ô long. Trà ô long. Ngựa mà đen kêu là ngựa ô. Ô đạo sa môn là người này phàm phu rồng rặc, có khi cũng có hình tướng xuất gia, nhưng mà đời sống không có gì xuất gia hết. Đây là ô đạo sa môn đó. Như vậy trong bốn loại sa môn, mình không dám gọi là thắng đạo sa môn, nhưng mình phải nhận
mình là hoạt đạo sa môn hoặc là thuyết đạo sa môn, và cố gắng hết sức để đừng làm ô đạo sa môn. Làm được không? Làm được. Nhưng mình cố gắng mình sống. Thí dụ Phật tử mình đi chùa sao mà để ta nói trời ơi bà mà tu gì là mình thấy là mình rớt rồi đó. Nói vậy chứ thưa đại chúng, ở đời nó khổ lắm. Lúc mình chưa có đi chùa, chưa gì hết, ta không biết mình là ai, ta khỏe. Nhưng mà khi người ta biết mình là cái gì rồi, người ta đặt để bà đó là Phật tử rồi, ông kia đi xuất gia rồi. Nhưng mà người ta đâu quên là xuất gia chứ mình cũng thủy chung cũng còn phàm phu, cũng còn đang dùi mài chùi rửa dữ lắm chứ đâu phải bình thường đâu. Phải không? Cho nên á, tại sao mình tu một ngày Bát Quan Trai mà phải ở trong chùa để nó cố gắng nó lọc. Ở nhà cũng được nữa, Bồ Tát Giới Tại Gia là ta thọ Bát Quan Trai ở nhà đó. Bởi vì tháng thọ 6 ngày. Hay là tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà cái vị đó phải nỗ lực dữ lắm. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ ha, mình ở nhà nè, hôm nay quý vị ở nhà là giờ này quý vị làm giấc rồi đó. Không? Nãy giờ là cố gắng lắm đó, mí mắt chân trời mỏi rồi đó. Trời ơi, sáng tôi ngủ, tối tôi ngủ đâu có được. Mà 5 giờ đã báo thức rồi, mà tu gì mà tu từ 5 giờ sáng tới giờ liên tục, liên tu bất tận, tu liên miên, tu miên mật. Hỏi tu miên mật là sao? Mật là kính, tôi kiếm chỗ nào dựa dựa đó. Tôi dựa, tôi giả bộ tôi kéo cái nón xuống hỏi làm gì, lạnh đầu quá. Nhưng mà thật sự để che cặp mắt. Hỏi đang làm gì? Tôi đang ngồi thiền để nghe pháp. Nhưng mà thiệt sự là mình nãy giờ mình nhập định mất tiêu rồi. Nhưng mà mình ở trong chùa nè, ở trong chùa về chúng ta đi tụng kinh mình tụng theo, người ta ngồi thiền mình ngồi theo, ta ăn mình ăn theo. Tức là tu với đại chúng nó giống như một cái dòng suối vậy đó. Nó làm cho mình đi theo cái dòng sông đó. Chứ còn ở nhà là có con ma làm biến nó điều trị mình rồi. Nói tụng kinh dễ ha, tụng nhìn chữ được chữ không, tụng trật tội chết. ngủ cho khỏe. Vậy rồi tụng kinh cho nó đàng hoàng. À cũng có lý ha. Thôi mệt quá nằm 15 phút rồi. Nhưng mà 15 phút cái nó ngút nguyên buổi chiều. Cho nên á, Đức Phật nói đây, ở đời có sa môn. Mình giải thích chữ sa môn rồi phải không? Bây giờ nói tới chữ phạm chí. Phạm chí là gì? Là người thành công trong sự nghiệp tâm linh, đạt được tịch tỉnh vô thượng, không còn mong cầu gì nữa. Những vị đó gọi là phạm chí. Quý vị đọc trong kinh đó, nhất là mấy bộ kinh A Hàm, hay nghe Đức Phật nói mấy ông phạm chí. Mấy ông phạm chí là mấy người mà người ta sống cuộc đời giống như người tu vậy đó. Họ sống cuộc đời thiểu dục tri túc, tâm linh họ mạnh lắm, họ không có còn bị những cái lôi cuốn. Nhưng mà họ chưa phải là người giải thoát chính thánh, nhưng mà họ là những người sống có rất là chứng mực về đời sống tâm linh. Cái người như vậy gọi là phạm chí đó. Bây giờ Đức Phật nói, ở đời có sa môn phạm chí, thanh cao trong sạch vô dục. Vô dục đây á, nghĩa là không còn những ham muốn, chứ không có nghĩa là sắc dục. Dục á, nó chỉ có nghĩa là ham muốn thôi. Nhưng mà hễ người nào ham muốn về xác thịt thì gọi là sắc dục. Còn người nào mà còn ham muốn về ăn uống gọi là thực dục. Người nào còn ham muốn về ngủ nghỉ gọi là thụy dục. Chớ chữ dục nó không có xấu. Chữ dục nó không có xấu. Thấy không? Chữ dục là ham muốn. Thí dụ như mình nói, dục tri tiền thế nhân, nghĩa là ai mà muốn biết được đời trước của mình, thì cái chữ dục nó nghĩa là muốn thôi. Nhưng mà muốn cái gì? Thấy không? Thí dụ như dục tu, gọi là muốn tu. Phật dục siêu tam giới, quang minh chiếu thế gian, nghĩa là Phật muốn độ ba cõi, gọi là Phật dục siêu tam giới. Thì chữ dục nó nghĩa là muốn. Nhưng mà hễ mình ham muốn cái gì mà nó
làm cho mình bị hạ liệt, cái đó gọi là ham muốn hạ, gọi là dục hướng hạ. Thí dụ như ham tu, ham ngồi thiền, ham bố thí, cái đó là dục hướng hướng thượng, cho nên chữ dục không có sâu, nhưng mà tùy cái dục của mình. Ở đây nói thanh cao, trong sạch, vô dục, tức là không còn sự mong muốn thấp kém nào nữa. Thuộc kinh điển, nói đúng pháp luật. Tại sao mình phải thuộc kinh? Thuộc kinh để những lời kinh nó lưu xuất ra, nó nhắc nhở mình trong những cái trường hợp mà mình cần được nhắc nhở. Có những lúc đó, mình không có thầy kế bên, không có tăng kế bên, Phật thì tượng thì nhiều lắm, đứng gần tượng Phật mà vẫn sân, thì lúc đó pháp cứu mình. Trong tâm mình nhớ câu kinh, nhớ câu kinh, nhớ câu gì? Một đốm lửa sân thiêu cả rừng công đức, nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Lúc đó không có thầy nào tới nhắc mình hết á, tượng Phật không có trả lời được gì mình hết, thì pháp cứu mình. Mình quy y Tam Bảo, Phật, pháp, tăng, nhưng mà pháp linh động, vì pháp mình nhớ pháp, pháp ở trong mình. Chờ khi mình có việc á, có nhiều khi tăng tới khuyên mình cũng gạt tăng ra luôn, để đó con, bữa nay con phải thanh toán người này mới được, thầy để đó. Thí dụ vậy. Hoặc là nhiều khi mình dẫn luôn tăng, thì chỉ có pháp cứu mình thôi. Vậy thì nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng. Có những lúc niệm Phật nó quớt lắm, có những lúc niệm pháp mới quớt, còn niệm Phật không quớt. Đang giận quá, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nhắm mắt lại người đó xuất hiện với mình, thì bây giờ niệm Phật không bằng niệm pháp. Một đốm lửa sân thiêu cả rừng công đức, một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dại gì không niệm. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Lúc đó những cái câu pháp đó giúp cho mình, cho nên là thuộc kinh. Thuộc không phải để trả lời với Phật, mà thuộc như là chuẩn bị thuốc sẵn. Quý vị mở bóp ra, thế nào cũng có chai dầu. Các bác Á Đông đi đâu cũng có chai dầu, ai nhức đầu móc dầu ra đưa, ai đau bụng móc dầu ra đưa. Trong giỏ mình là ở xứ này, thế nào trong giỏ cũng có hộp thuốc dị ứng. Nghe rồi người đó hắt hơi dị ứng. Trong giỏ mình căn bản là thuốc dị ứng, là thuốc đau bao tử nè, chai dầu, phải không? Còn người nào mà hành nghề nữa là có cái đầu cạo gió. Đi tu gì chứ xách đầu cạo gió. Thấy người nào mà nhức đầu chóng mặt để tôi. Bữa nay tôi ra tay cho. Như vậy thì thưa đại chúng, là trong giỏ mình có những cái đó để mình cứu chữa người ta, thì cũng giống như trong tâm mình phải chứa một vài câu kinh như đó. Một vài câu kinh như đó. Ví dụ quý vị thuộc ha, yết đế phải không? Vậy thuộc yết đế là thuộc tiếng Phạn và thuộc tiếng Việt đi. Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa, vượt thoát khổ rồi, đến bờ an vui là yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Thì cái câu đó nghĩa là gì? Là cố gắng là yết đế, ba la yết đế là cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng hơn chút nữa. Ô cha, bồ đề tới rồi, giác ngộ rồi, ta bà ha mừng quá. Mà nói theo mà, thế gian bây giờ chút hú hồn, hú vía. Ví dụ như giờ mà mai nếu mà mình lỡ hiểu lầm người đó, mình nói bậy một cái là người ta quánh mình sao? Hú hồn, tôi chưa có nói sai, phải không? Bồ đề tát bà ha, chữ ta bà ha là gì? Là anh đến chỗ đó rồi đó, anh đến chỗ rốt ráo là viên mãn, là vô ngại, là không còn chướng nạn gì, gọi là ta bà ha. Quý vị nghe cái bài mà nói ta bà ha sáu nghĩa. Như vậy thì mình thuộc câu đó, cho nên tại sao trong cái câu cuối là câu chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật, không có hư dối. Hỏi câu chú này là gì? Tức thiết chú viết, tức nói như vậy, liền nói chú như vậy. Yết đế, cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng hơn nữa.
Ba la tăng yết đế cố gắng thêm chút nữa, giác ngộ rồi, vui quá trời vui. Trời ơi, chú gì mà ngộ vậy? Hỏi ra một câu thần chú mà Bồ Tát Quán Tự Tại mà nói xác định với mình là đại thần chú. Đây là bài chú rất lớn, đại thần chú, là đại minh chú, là bài chú sáng chói, là vô thượng chú, không chú nào hơn chú này. Thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, có khả năng trừ tất cả khổ, nói thật không nói dối. Liền nói chú rằng tức thiết chú viết. Vậy thì thuộc câu kinh đó có lợi không? Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa, niềm an vui dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Thuộc mấy câu đó bỏ túi. Khi nào hữu sự đem ra xài. Mùa này nè, sale dữ lắm. Nhất là December 26. Ở bên Canada nó gọi là Boxing Day. Boxing Day. Lễ Boxing. Món hàng nào cũng sale 50%, 75%, hốt quá trời hốt luôn. Tới hồi cuối cùng ra, trời ơi, nó tăng rồi nó giảm. Nó tăng rồi nó giảm, tưởng đâu half price, ai nhờ đâu là regular price. Bây giờ mình đi phải không? Cứ đi, nhưng mà không cần là không mua. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Tôi vẫn nhìn, tôi biết đẹp, tôi biết rẻ, nhưng tôi ý thức rằng tôi không cần. Window shopping good enough. Đem ý thức tinh chuyên đồng hồ. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Mình có nhiều tập khí không? Nhiều lắm. Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa, niềm an vui dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Cùng tăng thân xin nguyền trở lại, nơi cõi đời làm việc độ sinh. Thì những cái câu đó là nhớ kinh điển đó. Ở đời sa môn phạm chí, thanh cao trong sạch vô dục, thuộc kinh điển, nói đúng pháp luật. Đế vương thần dân nên đem lòng cung kính những bậc phụng hành giới luật. Tức là Đức Phật nói vua quan và các vị nên cung kính những người có giữ giới luật. Những bậc cao sĩ này miệng nói ra lời gì đều là những lời chư Phật để lại. Chữ cao sĩ là gì? Những người có tâm linh cao thượng. Và chữ cao sĩ có nghĩa là Bồ Tát đó. Đó là một nghĩa nữa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát có nhiều nghĩa lắm. Bồ Tát là cao sĩ, là thị sĩ, là đại sĩ, là giác hữu tình, là hữu tình giác, là giữ tâm của chúng sanh không lui sụp, là đại đạo tâm, là thành tựu chúng sanh. Đó là nghĩa của Bồ Tát. Cho nên ví dụ như quý vị đọc trong kinh mà quý vị nghe nói này đại sĩ, thì phải biết là kêu Bồ Tát đó, nhưng mà kêu bằng một từ khác, này đại sĩ. Ví dụ quý vị đọc trong kinh, quý vị nói Đức Phật gọi này các vị khất sĩ, là quý Phật kêu ai? Các thầy tỳ kheo, mấy thầy đó. Nhưng mà thay gì này các thầy tỳ kheo, bởi vì tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác, bố ma. Và thậm chí các vị nói này các vị bố ma, thì mình cũng hiểu là Phật gọi tỳ kheo đó. Này các vị phá ác, này các vị khất sĩ. Hay ngược lại, có khi chúng ta gọi Phật là Thế Tôn, đúng không? Có khi chúng ta gọi Phật là Như Lai. Thí dụ như nói bạch Đức Thiện Thệ cũng là Phật đó. Nói con xin bạch Đức Điều Ngự Trượng Phu, là gọi ai? Gọi Phật. Tại vì Phật có 10 cách gọi: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt,
thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vậy thì gọi danh từ nào cũng để chỉ cho Phật. Thì ở đây cũng thế, gọi cao sĩ là Bồ Tát. Những bậc cao sĩ này miệng nói ra lời gì đều là những lời chư Phật để lại. Và chữ cao sĩ này có nghĩa là ở trong những người, sĩ là người, trong những người, người này là những người cao đẹp, cao thượng. Vì họ phụng hành giới luật, nói những gì Phật nói, khiến người bỏ ác làm thiện. Người cao sĩ là nói ra mà người ta nghe, người ta tin theo, người ta làm theo, người đó là cao sĩ. Ấy hơn ân cha mẹ gấp trăm phần. Tại sao cái người mà nói cho mình nghe bỏ ác làm lành mà hơn ân cha mẹ? Vì cha mẹ sinh mình ra thôi, chứ đâu giáo hóa được tâm mình bao nhiêu đâu. Nhưng mà sở dĩ ngày nay mình bỏ ác làm lành, mình thấy được cái sự tu tập là nhờ các bậc, người ta dạy cái đạo lý cho mình. Có nhiều khi cha mẹ sanh được mình mà không có hướng dẫn được. Ví dụ như mình nè, có nhiều khi mình sanh con, mình nuôi con, nhưng mình nói nó không nghe. Nhưng mà người dân nói nó nghe. Nhưng mà nếu mà người dân đó mà họ thiện đó, họ nói điều thiện, hướng dẫn điều thiện, thì nó thành người tốt. Cho nên quý thưa đại chúng là mấy đứa nít ở đây nó đi học ở trong trường, trường cô giáo nói gì là nó về nó răm rắp, chứ mình nói nó nói mình không biết. Cái đó không phải nó sai mà cũng phải mình sai, nhưng mà cái hoàn cảnh vì nó nghĩ rằng ở trong trường học dạy mới đúng, cho nên nó tin như vậy. Và thậm chí có nhiều lúc không phải như vậy, là nó không phải, nó có nhiều khi cha mẹ mình dạy được con mình thì cha mẹ cũng là bậc cao sĩ, chứ không phải là chỉ cha mẹ không. Nhưng mà ở trong cái trường hợp general bình thường là ơn của cha mẹ là sinh mình, nuôi dưỡng mình, nhưng mà dạy dỗ, hướng dẫn tâm linh, khai mở trí tuệ cho mình là những bậc cao sĩ. Vì làm cho người qua đời không bị đọa vào ba đường ác. Thấy không? Nếu mình mà chuyển hóa được của mình thì mình không đọa vào đường ác. Cho nên thầy tổ chư Phật Bồ Tát là người giúp cho mình vượt cái con đường khổ đau, đọa lạc trong ba đường ác. Vậy thường nên đem tâm từ cung kính những vị ấy. Thà uống nước đồng sôi, dùng dao bén cắt lưỡi, cẩn thận chớ hủy bán người thanh khiết này. Quý vị biết là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất đó, là hai vị thánh tăng đệ tử Phật đó. Mà cái thời đó cũng có một số người ganh với các ngài, cho nên thỉnh thoảng cũng có những thầy trẻ chửi các ngài, dùng những cái lời nói gọi là miệt thị các ngài. Thì cái thời Phật có một số các vị đó, và sau này các vị mắc bệnh do cái quả báo là mình mắng chửi các bậc thánh. Không phải là các bậc thánh ta phạt mình đâu, không phải vậy. Nhưng mà những người mà người ta có cái đạo hạnh, mình phỉ báng người ta, tự mình chuốc cái lỗi của mình, vậy thôi. Cho nên Phật nhắc, thà uống nước đồng sôi, dùng dao bén cắt lưỡi, cẩn thận chớ hủy bán người thanh khiết. Thà tự chặt tay, chớ làm cho vị ấy đau đớn. Nói câu này Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ học luật Sa Di, trong đó có một câu: ninh tự đoạn thủ, bất thọ nghĩa của phi tài. Thà tự chặt tay, chớ không được ăn cắp của người khác, hay là lấy dùng những cái của phi tài, phi nghĩa đó. Vật phi nghĩa bất thủ, nhân phi tài bất giao. Người mà không phải là người tài không có giao du, của cải không phải là của cải đàng hoàng không được lấy. Giả sử người ngu gặp kinh điển của Phật, biết rõ việc đến đi, nhờ vậy lánh xa đám ngu ám. Mau chóng đến những vị hiền giả nghe giảng thánh điển mà trở thành người cao đức. Ví dụ bây giờ mình không biết gì hết, không biết kinh điển gì hết, nhưng có một điều căn bản mình biết là không làm ác làm lành. Ở đời ai cũng hiểu điều đó cả. Còn kinh điển sâu xa tôi không biết vậy, nhưng mà tôi biết một điều là điều ác không làm,
điều thiện nên làm. Mà thưa đại chúng, quý vị có biết là điều thiện mà làm điều ác không làm là Bồ Tát không? Đó là Bồ Tát đó. Hỏi Bồ Tát tu gì? Bồ Tát tu ba thứ thôi: nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới. Đó là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Thế nào gọi là nhiếp thiện pháp giới? Là làm tất cả việc lành. Thế nào gọi là nhiếp luật nghi giới? Là giữ tất cả giới, làm tất cả việc lành. Nhiếp thiện pháp giới là lánh xa các điều ác. Thế nào gọi là nhiêu ích hữu tình? Là rộng độ chúng sanh. Cho nên ngày nào mình ăn cơm mình cũng đọc ba câu đó đó: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ chúng sanh. Ba miếng cơm lạc mỗi ngày đó. Như vậy là mình là người sa môn đó. Mà sa môn hồi nãy mình nói là gì? Cái này là cái gì sa môn? Hoạt đạo sa môn. Và mình còn khuyến khích được người khác tu giống vậy. Nói tôi ăn chay không nổi, nói tôi ăn chay không nổi, nói thôi bây giờ mỗi buổi trước khi ăn anh ăn ba miếng cơm lạc được không? Dạ được. Giả sử người ngu gặp kinh điển của Phật, đây có một câu này: thà tự mổ bụng môi tim ra đốt, chớ đem lòng giận dữ đối với người này. Giả sử gặp người ngu gặp kinh điển của Phật, biết rõ việc đến đi, nhờ vị lánh xa ngu ám, mau chóng đến những vị hiền thánh giả mà trở thành bậc cao đức. Sa môn phạm chí không mua bán cầu lợi, vì thân cấu quế, tâm hành thanh tịnh giống như ngọc báo minh nguyệt, tai bưng bình bát, nhọc thân khất thực vừa đủ cung cấp cho miệng, ngoài ra không tích chứa. Ngày xưa các cái ý nghĩa mà các vị đi khất thực là vậy đó, nghĩa là không ăn đồ ăn cách đêm. Thưa đại chúng, Phật nói vậy nè: một người tu là không có giận người nào qua ăn đêm. À hỏi anh giận người đó bao lâu rồi? Mới có 3 tháng à. Phật nói là mình không có để đồ ăn cách qua đêm, giận người cũng không giận qua một đêm. Khó lắm, nó thấy ghét quá mà sao mà biểu tôi giận nó con đêm được. Thông cảm lắm. Đó là Phật mới nói ha: tai bưng bình bát, cực thân đi khất thực nhưng mà cung cấp đủ miếng ăn thôi. Ý nó là các cái bậc mà người ta sống cuộc sống mà gọi là sa môn phạm chí là cuộc sống ta chỉ có vậy thôi. Vừa đủ cung cấp cho miệng, ngoài không tích chứa. Hoặc ở chùa, hoặc ở núi rừng đầm vắng, bên gốc cây, nơi nghĩa địa, đều biết túc mạng, phân biệt chân ngụy, làm theo kinh điển, vì đời mà làm chiếc cầu tốt. Thưa đại chúng, hôm rồi Pháp Hòa đi Úc á, thì trong một cái buổi giảng Pháp Hòa có nói về cái đức hy sinh của Bồ Tát hay là của mọi người xung quanh. Thì trong đó Bồ Tát có nguyện một điều là: đối với thân này xin nguyện làm chiếc cầu. Cho nên trong này mới nói nè: vì đời mà làm chiếc cầu tốt. Đối với thân á, là Bồ Tát phát nguyện là đem thân này làm cái kiều, kiều lương, tức là cái cầu. Người ta không có hiểu nhau. Mình làm cái nhịp nói, mình lợi mình nói để hai bên hòa thuận với nhau. Cho nên người đời cũng hay nói vậy đó: tôi xin làm nhịp cầu cho hai vị hòa thuận lại với nhau. Tôi xin làm cái nhịp cầu để mà gọi là bắt cầu tâm giao. Cho nên ở đây Bồ Tát cũng làm chiếc cầu tốt. Tâm từ bi bao la, lúc nào cũng chú nguyện cho đế vương thần dân, khiến cho quốc độ mình bình yên. Cho nên trong kinh mình tụng ngày nào cũng có một câu: quốc giới an ninh binh cánh tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc. Phải không? Rồi trong cái lời phục nguyện của mình đó,
phục nguyện: Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, gia gia vô cơ cẩn chi tai. Cơ cẩn là gì? Cơ cẩn chi tai là gì? Là những tai nạn về đói khát. Cơ là đói đó. Gia gia vô cơ cẩn chi tai, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Những cái lời mình hay phục nguyện mỗi lần tụng kinh xong: thiền môn nghiêm tịnh, đại chúng an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Còn nếu mình đọc kinh bằng tiếng Việt á: chúng con nguyện đem công đức trì tụng kinh này, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa hòa gió thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết noi theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội hưởng tự do bình đẳng. Đó. Cho nên trong này Phật nhắc á, khởi tâm từ bằng cách nào? Khởi tâm từ bằng cách là lúc nào cũng chú nguyện cho đế vương. Đế vương là ai? Là vua. Tại thời xưa là mình cầu cho vua, còn thời nay là gì? Cầu cho đất nước, cầu cho chính quyền, người ta luôn luôn được sống khỏe mạnh và người ta quản trị đất nước này bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp của người ta. Ở trong cái cuốn Bách Trượng Thanh Quy, ngài Bá Trượng ngài có soạn ra những cái quy luật của thiền môn. Bá Trượng Thanh Quy là một cái quyển thanh quy để mà ứng dụng trong nhà chùa. Và trong đó có những nghi thức cầu cho vua nè, cầu mưa nè, cầu nắng nè, ô cha đủ thứ hết, các nghi lễ đầy đủ ngày soạn. Và ngày xưa là bởi vì ta sống trong thời phong kiến có vua. Nhưng mà thưa đại chúng, đất nước nào, thời đại nào cũng có vua, nhưng mà tên gọi nó có khác thôi. Ví dụ bây giờ vua nước Mỹ là mình gọi là gì? Là tổng thống. Nhưng mà nếu mà ông tổng thống đó, ông vua đó đó, ông sáng suốt, ông chánh niệm, ông quản lý đất nước tốt thì đất nước đó hưng thịnh. Và những người quan liêu ở trong cái nguồn máy đó không tham lam, không tham nhũng thì dân giàu nước mạnh. Ví dụ vậy đó. Cho nên chú nguyện cho đế vương, cho thần dân, khiến cho quốc độ bình yên. Quốc độ là cái đất nước mình ở đó. Sự dạy bảo đạo đức của các bậc cao sĩ này làm cho thiên rồng quỷ khởi tâm thương xót, không làm theo thế tục và không gây lỗi lầm theo tình dục, bằng những nhận thức đáng khen ngợi. Quốc vương thần dân nếu là người có trí thì nên tìm đến những bậc cao sĩ ấy, tùy chỗ cần dùng mà dân cúng y thực giường nằm, tật bệnh thì cấp thuốc men để cho những vị ấy yên ổn, được nghe các vị giảng kinh giới luật rộng nói chỉ dẫn tọa thiền định niệm, hoặc từ đó đắc đạo, hoặc chết được sinh cõi trời. Tức là các vị mà vua chúa đó, mình cầu cho các vị đạo đức sống lâu ở đời, để mà khuyến khích hướng dẫn các người dân, từ các vị vua chúa cho đến quan dân, ai cũng biết gọi là tìm đến những bậc này để học hỏi. Ngày xưa đó, một vị vua anh minh quân á, là có một vị quốc sư. Quốc sư đó là những vị mà người ta cố vấn cho vua. Thí dụ như là thời vua gì mà thời nhà Lê đó, vua là gì, Cờ Lao Tập Trận á, Đinh Bội Lĩnh, vua Đinh Bội Lĩnh. Thì vua Đinh Bội Lĩnh á,
là đặt cho nước Việt Nam mình tên là Đại Cồ Việt đó. Thì cái vị quốc sư mà cố vấn cho vua đó là ngài Khuôn Việt, thiền sư Khuôn Việt. Còn đến thời nhà Lý đó, ngài Lý Công Quẩn là vị mà gọi là cố vấn cho vua là ngài Vạn Hạnh thiền sư. Cho nên những vị vua của Việt Nam mình ngày trước cũng có những vị quốc sư, các vị cố vấn cho vua, ngăn vua làm điều ác mà khuyến vua làm điều thiện. Có một cái ông vua đó, ổng nghe có một cái người đó có hiếu, thì ổng mới kêu cái người đó vô để làm cái người lính đánh xe cho vua. Thì một hôm không biết ai tâu rỗi gì đó, ổng mới ra lệnh ổng chém đầu cái người lính mà lái xe chơi là cởi xe ngựa cho vua. Bao nhiêu người vô khuyên ổng cũng không buông. Cuối cùng có một ông quan, ổng nói bẩm bệ hạ, có con chuột xạ. Thì ông quan này ông mới nói á, bẩm bệ hạ, cái tên lính này á, nó đáng chết 2 lần, mà cái tội đáng chết nhất là nó chết rồi mà nó vẫn làm cho vua bị mang tiếng vì một việc nhỏ mà viết một tên lính. Ông vua nè, cái tên lính này đáng chết lắm, làm cho hoàng thượng mang tiếng vì một việc nhỏ mà giết chết nó. Ông vua nghe xong, các khanh hãy dừng lại, tha cho nó đi, kẻo trẫm mang tội tiểu nhân. Như vậy thì các ông quan này không biết khuyên người không? Bây giờ mấy người kia vô, xin hoàng thượng hãy rộng lượng hải hà mà tha cho nó. Nghe cải lương. Nhưng mà ông vua này, ông có cách khuyên. Ông khuyên, ông quan này, ông có cách khuyên. Ông động vào cái ngã của ông vua. Hoàng thượng là người anh minh, mà nếu xử trảm một người là phải đáng chết chứ, tại sao chỉ một cái việc nhỏ mà xử trảm nó? Chạm ngay cái ngã ông. Hoàng thượng tên này đáng chết lắm, chết rồi mà để cho vua phải mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người. Thôi các khanh tha cho nó đi, kẻo trẫm mang cái tiếng là tiểu nhân. Vậy thì ông vua nè, ông quan này, ông xin tha cho cái ông này mà ông không nói. Ông chạm ngay cái ngã ông kia là ông kia tha liền. Cho nên các bậc mà vua chúa ngày xưa, người ta có cái cách. Các bậc mà gọi là cao sĩ, ta có cái cách khuyên các người làm sai quấy. Ví dụ như là có một cái đàn kiến á, nó đi tha mấy hộp gạo về mà nó bị người ta bắt giết nó. Cái có một con kiến nó thoát thân được, nó về nó tụ họp lại nguyên đàn kiến. Nó lập ra một cái chương trình. Bây giờ những loài kiến của chúng ta phải đứng lên chống dậy loài, chống lại loài người. Họ ỷ gọi là thân to sức mạnh giết loài chúng ta, chúng ta phải gọi là phất cờ khởi nghĩa. Chúng ta phải thế này thế kia. Thế có con kiến khác nó nói lên, anh nói rất hay, vậy ai là người hy sinh làm chuyện đó? Nguyên đàn kiến đến thinh hết trơn. Thì câu chuyện nó kể xong, người ta nói nhiều khi trong con người mình cũng vậy. Trời ơi, hợp lại là nói quá trời những cái điều gọi là ôi cha, nghe rất là hay. Hỏi giờ ai hy sinh làm? Dạ không có tôi ạ. Hỏi sao? Tôi bệnh quá.
Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy mấy người đã đọc chữ nó, trời ơi đọc gì mà phải đưa về mà thiện, giờ mình về mình mới thấy. Cái này gọi là viễn thị rồi đó nha. Bằng những lúc nào cũng chú nguyện cho đế vương thần dân, khiến cho quốc độ bình yên. Sự dạy bảo đạo đức của các bậc cao sĩ như vậy làm cho chư thiên rồng quỷ khởi tâm thương xót, không làm theo thế tục và không gây lỗi lầm. Bằng những nhận thức đáng khen ngợi, quốc vương thần dân nếu có người trí thì nên tìm đến những bậc cao sĩ ấy, tùy chỗ cần dùng mà dân cúng y thực, giường nằm tật bệnh thì cấp thuốc men để cho những vị ấy yên ổn. Được nghe các kinh giảng giới luật rộng nói, chỉ hướng dẫn tọa thiền. Ngày xưa các vua người ta hay mời các thầy vô cung thuyết pháp đó. Bằng chứng là Tổ Đạt Ma cũng đã từng vô cung thuyết pháp cho vua Lương Võ Đế. Các vị hòa thượng thường vô cung thuyết pháp, cho nên hễ bài kinh nào mà mấy ông vua thích đó, thì ông vua ban chỉ xuống cho các vị hòa thượng dịch. Cho nên thỉnh thoảng các vị mới đọc trong cái phần tựa là giao tần tam tạng pháp sư phụng chiếu dịch. Phải có chữ phụng chiếu nha, nghĩa là chiếu chỉ của ông vua ban xuống và yêu cầu dịch bộ kinh đó. Cho nên ngày xưa ngài Huyền Trang đó dịch kinh là phụng chiếu dịch đó. Cái bộ kinh mà ngài Huyền Trang dịch cuối cùng đó là bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Thì khi dịch xong cái bộ kinh Đại Bát Nhã rồi đó, vua Đường thích quá, thì vua Đường mới ban chỉ xuống yêu cầu ngài Huyền Trang dịch thêm một bộ nữa, đó là bộ Đại Bảo Tích. Lúc đó ngài Huyền Trang từ chối, nói là thần tôi không thể nào dịch nổi nữa, sức khỏe tôi kém lắm rồi. Mà vua hết mực năn nỉ, cuối cùng ngài Huyền Trang phải nhận lời. Thì trong sử mới kể là ngài Huyền Trang dở bộ kinh Đại Bảo Tích ra, cầm bút lên dịch được có mấy trang thôi, không còn sức cầm bút nổi nữa, thì ngài mới để cái bút xuống, ngài khép kinh lại. Ngài nói tận lực. Cho nên ngài khép kinh lại rồi là ngài đi một vòng thăm các chùa, các tổ đình. Ngài trở về, ngài mất năm ngài 69 tuổi. Vậy thì ngài Huyền Trang á, 17 năm ròng rã ở Ấn Độ, trở về kinh thành 19 năm dịch kinh, và sau đó ngài viên mãn. Cho nên bộ Đại Bảo Tích á, gom lại nhiều tác, nhiều dịch giả lắm, không phải là một người. Nhưng mà cái bộ Đại Bát Nhã 600 quyển là công trình của ngài Huyền Trang. Mà ngoài bộ Đại Bát Nhã ra, ngài Huyền Trang còn dịch những bản kinh khác, chứ không phải chỉ có Đại Bát Nhã không. Ví dụ như quý vị đọc cái bản kinh Dược Sư mà mình hay tụng, đó là bản dịch của ngài Huyền Trang. Còn cái bản kinh Di Đà đó, ngài Huyền Trang cũng có dịch nữa. Nhưng mà ngày nay chúng ta không dùng cái bản dịch của ngài Huyền Trang, mà chúng ta lại dùng cái bản dịch kinh Di Đà của ngài Kumala Thập. Như vậy thì á, mình thường thỉnh các vị vô trong cung. Quý vị biết là bà Võ Tắc Thiên đã từng gửi thơ mời ngài Lục Tổ Huệ Năng vào cung thuyết pháp, mà ngài Huệ Năng từ chối không có đi. Vì ngài Huệ Năng chỉ muốn ẩn tu thôi, không thuyết pháp. Nhưng mà ngày xưa bà Võ Tắc Thiên đã từng được các vị hòa thượng khác vào trong triều giảng kinh cho bà nghe. Và chính khi mà bà giảng, bà nghe bộ kinh nào bà thấm, và bà mới viết được cái bài kệ Vô Thượng Thậm Thâm mà ngày nay chúng ta thường tụng đó. Đó là bài kệ của bà Võ Tắc Thiên đó. Bố thí y thực cho người cấu quế khắp nước, không bằng hết lòng cúng dường cho một vị tu hành thanh tịnh. Phước đó rộng lớn ngang bằng phước cúng dường chư Phật còn tại thế chẳng khác. Đây là việc thứ tư. Như vậy thì thưa đại chúng, có bốn việc. Đức Phật hỏi ngài, ngài A Nan hỏi Phật, Phật nói một á, là đem tâm từ thương người già yếu ha.
Hai thứ hai á, là bố thí, gặp những cái nơi mà mất mùa, mưa nắng tai biến, vân vân. Cái thứ ba là mình quán chiếu những cái tai ương ách nạn, trong đó có mình. Và khi thấy như vậy thì chúng ta đem thực hành bốn tâm bình đẳng, từ bi hỷ xả. Và cái thứ tư á, là chúng ta cung kính, cúng dường, tán thán những bậc cao sĩ, những người sa môn phạm chí, những người đã hướng dẫn cho mình thuộc con đường tâm linh. Thì đó là bốn việc để có phước. Bởi vì theo cái lời hỏi của Ngạ Nan trong đầu bài kinh đó, khi Đức Thế Tôn niết bàn rồi, chúng con không biết nương vào đâu để tạo phước, nương vào đâu để có sự giải thoát. Thì Đức Phật nói, muốn có phước, muốn giải thoát thì đây là bốn việc mà các vị có thể nương vào để có phước. Như vậy, ngoài cái việc từ tâm quán chiếu cứu giúp, có một cái mà để cho chúng ta giải thoát là gì? Đó là chúng ta học kinh, nghe pháp, ghi nhớ lời Phật, là cái giải thoát đó, cái thứ tư đó. Còn ba cái trước là thuộc về phước, bởi vì chúng ta quán chiếu để thấy tất cả những cái tai nạn không ngoài mình mà có, mà hơn nữa tất cả những điều lành phước thiện cũng không ngoài chúng ta. Phong vào ví dụ ha, đừng nói đâu xa hết, nội cái thành phố Oklahoma này thôi. Bây giờ mình có 5-6 ngôi chùa. Bây giờ 5-6 ngôi chùa này đều có những sinh hoạt tùy theo cái duyên của mỗi Phật tử, tùy theo cái hoàn cảnh thuận đường gần nhà, tùy theo cái duyên của mỗi người phù hợp với mỗi cái cách sinh hoạt của các chùa. Nhưng mà nói cho cùng, tất cả những chỗ lành thiện này do ai mà có? Do những người Phật tử của chúng ta. Kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, bằng tâm lực, bằng thực lực, bằng vật lực, bằng tất cả những tấm lòng của chúng ta để tạo dựng lên. Nhưng mà nếu chúng ta không thích những điều này thì chắc chắn rằng chùa không có. Mà những chỗ ăn chơi sa đọa, những cái chỗ gọi là cờ bạc vân vân, nó sẽ có mặt, do cái sự chúng ta không có phát tâm về cái điều thiện này. Cho nên đó, mình thấy ở đâu có việc thiện vượt ngoài cái sự gọi là phân chia phe phái, gọi là gì, dùng miền, chúng ta vượt được tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ đi đến cái tâm chung, đó là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm từ bi hỷ xả, mà chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm. Mà tứ vô lượng tâm còn được gọi là đẳng tâm. Tại sao là đẳng? Từ bình đẳng, bi bình đẳng, hỷ bình đẳng, xả bình đẳng. Vì vậy đã là vô lượng là phải bình đẳng. Còn phân biệt thì dù có vô lượng cỡ nào cũng còn có phân biệt. Cho nên đó, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta qua câu hỏi của Ngài A Nan, khi Phật mất rồi con nương vào đâu để tạo phước. Vậy thì phước đâu phải ở nơi Phật mới có, đúng không? Phước ở đâu? Đây, xung quanh mình nhiều lắm. Thấy một người già đang đi lụm cụm lại đưa tay, đấy, phước đó. Một cái vỏ chai ai đập, ai lỡ bể ngoài đường lụm lên, cất giấu bỏ một rác để cho người ta đừng có đạp, phước đó. Thấy người ta xe cán đinh, mình tìm cách giúp cho người ta, phước đó. Ai đi chùa mình thuận đường, mình chở cho người ta đi, phước đó. Bỏ qua cái người đó kỳ cục lắm, lúc mà cần mình kêu mình, mà lúc cần mình phủi mình cái một mình vượt được cái đó. Mình chỉ thấy rằng lúc đó cần giúp là giúp thôi.
Hễ mà mình còn dính mắc là mình còn chấp trước, là còn khổ, còn phiền muộn cái chuyện đó. Còn mình vượt được thì mình bình đẳng, nghĩa là lúc nào cần mình giúp, không có phân biệt gì cả. Thì đó là cái bài kinh mà chúng ta học trong cái khóa tu này, A Nan tứ sự. Và mình có thể gọi đây là bốn việc phước. Thì mong đại chúng qua cái bài kinh này chúng ta có thể nghe lại, để chúng ta nương vào những cái lời kinh để chúng ta tu tập. Và đại chúng cứ nhớ Đức Phật nói nương tựa hải đảo chánh pháp. Và hải đảo chánh pháp là an toàn nhất, phải không? Mà Đức Phật còn nói một câu là hãy nương tựa chính mình, đừng nương tựa với ai. Nương tựa chính mình tức là nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Chánh pháp ở nơi mình. Và khi mà kinh điển nó nằm ở trong tâm thức mình rồi, thì chính kinh điển đó, pháp đó, giáo pháp đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta vượt tất cả mọi khó khăn. Chúc đại chúng an lạc tu tập.